Vâng, Tiến Hiền chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh nhé. Tiếp tục với chương trình video thì hôm nay em về một số cái mã hàng rất là mới để phục vụ các bác này. Đấy, một số cái đồ kim khí búa kìm này. Rồi là có cái món rất là hay, ná cao su nhá. Đấy, và một cái món cũng rất là hay nữa. Đó là dầu gió của Singapore. Đấy, hôm nay em về là một cái lô hàng sách tay dầu gió của Singapore rất xịn sò, ok cho bác luôn. Giá thì cực kỳ bình dân, chỉ có 50.000 một chai thôi. Đó thì các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh. Nó xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng với em thì nhớ giúp em là các bác mua hàng hóa đơn trên 200 nhá. Nhớ giúp em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Đó, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Rồi, mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác, đó là sản phẩm dầu gió hàng sách tay chuẩn của Singapore nhá. Đấy. Hàng chuẩn của Singapore rất xịn sò, ok. Đấy. Rất thơm và cực kỳ nóng luôn. Đấy, các bác đau nhức xương khớp các thứ ra. Bản này thì hàng này nó xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đây này. Đấy. Made in Singapore nhưng mà xuất sang thị trường Mỹ này. Đấy, LA USA này, thấy không? Đó, rất ok luôn. Dầu gió Singapore nhá. Một cái chai này thì dung tích của nó sẽ là 24 ml nhá, 24 ml. Đấy, hàng các bác nhìn này, hàng tem bóng lên vân 7 màu là các bác biết là hàng chuẩn chính hãng nhau rồi. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em, yên tâm về chất lượng nhá. Hàng cam kết chuẩn chính hãng cho bác luôn. Đấy. Có tem tiếc đầy đủ hết luôn nhá. Giấy hướng dẫn sử dụng này. Đó, còn đây là chai dầu gió. Hàng này thì sẽ là hàng hai nắp nhá. Đấy, hàng hai nắp thì cái hàng hai nắp này thì để chống chỉ định là lại tại sao nó dùng xài cái hai nắp này thì để khi mà xài là trẻ con nó không mở được. Đấy, trẻ con nó không mở được vì đôi khi là cái này chẳng may mà bắn vào mắt các thứ là rất là nguy hiểm. Đấy, cay mắt rất khó chịu. Đấy thì tại sao làm hàng hai nắp thế, để an toàn là không trẻ con nó bị mở là không mở được nhá. Đấy thì các bác muốn mở cái hàng hai nắp này các bác ấn cho em xuống này, ấn xuống sau đó các bác xoáy ra. Đấy là các bác sẽ xoáy được nhá. Đấy là các bác sẽ xoáy được, có thấy không? Ấn chặt vào chưa? Ấn chặt vào. Đấy là khớp vào là sẽ xoáy được. Đấy, mùi rất thơm luôn. Đấy, chỉ cần xoáy nắp vào thôi các bác thấy mùi rất thơm. Đây, hàng chuẩn hai nắp luôn nhá. Rất xịn sò, các bác muốn xoáy thì các bác ấn cho em vào là ok. Đấy là sẽ khớp vào. Rất thơm. Một chai này là dung tích là 24 ml này, hạn sử dụng của nó đến 2028 luôn. Đấy, hàng đết rất dài nhá. Một chai này là 24 ml. Đấy, đây. Mã của nó là 24 ml này, 24 ml. Rồi, lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái dầu gió Singapore. Đấy, bên em đang gửi bác một cái chai dầu gió Singapore này với giá sẽ là 50k nhá. 50k một chai dầu gió Singapore này. Rất xịn sò, ok luôn. Hàng cam kết bác là hàng chuẩn chính hãng nhá. Vẫn còn nguyên siêu, gửi tay bác luôn, vẫn nguyên siêu. Đấy. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra, bóc ra, test thử cho em, bôi thoải mái luôn. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái ná cao su. Hôm nay về một cái mã hàng rất hay, lên mã em sẽ là ná cao su, em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác một cái ná cao su này với giá sẽ là 60.000. Đấy thì về các bác dùng để bắn chim bắn cò thứ rất hay. Đấy, mua về các bác sử dụng. Đấy thì khi mà gửi thì bên em sẽ gửi cho bác một cái tay ná và đi kèm cho bác là một cái sợi dây thun cao su này. Đấy, thun của nó thun cao su 3 sợi nha, rất xịn sò. Cái này rất là dễ dàng lắp đặt thôi. Đấy, các bác chỉ việc kéo ra. Đấy, sau đó các bác khớp vào cho em ba cái rãnh này. Đấy, các bác dắt cho em vào ba cái rãnh này này. Đấy, dắt đúng dây vào nhá. Đấy thì các bác làm sao cho nó khớp vào ba cái rãnh này là ok. Đấy, có thế thôi, kéo giãn là các bác cho vào này, nó rất là dễ cho. Đây, đấy, kéo giãn là các bác cho vào. Đấy, bên này cũng thế này, bên này cũng thế này. Đấy thì các bác cứ kéo ra sau đó các bác khớp vào xem. Cái này về dễ chơi, dễ sử dụng ạ. Về mình bắn chim bắn cò đấy này. Đấy, bắn cá đó, rất là hay. Đấy, về các bác kiếm một ít đạn bằng cái ví dụ bi xe đạp xe máy ạ. Đấy các bác kẹp đây. Đấy, sau đó các bác kéo. Con này cái lực kéo nó rất khỏe luôn nhá. Cái lực kéo, cái lực dây cao su này nó là dạng cao su tự nhiên nên là cái độ giãn, cái độ bắn nó rất khỏe luôn. Đấy, bắn cực kỳ khỏe, em test rồi bắn khỏe lắm, bắn thích cực kỳ luôn. Đấy. Cái phần tay cầm nó rất là bền này. Đấy. Toàn bộ bằng kim loại nhá. Tay cầm toàn bộ bằng kim loại. Ở phần này thì sẽ bọc một cái lớp dây dù để khi mà các bác cầm này nó không bị trơn trượt. Đấy, nó không bị trơn trượt nhá. Rất ok luôn, rất đẹp, một chiếc ná rất đẹp luôn này. Đấy đi nào. Lên mã giúp cho em sẽ là ná cao su nhá. Đấy, ná cao su. Bên em đang gửi bác là một bộ bao gồm là một thân ná và đi kèm là một cái dây cao su này nữa. Với giá sẽ là chọn bộ này là 60.000 này. Đấy, chọn bộ này là 60.000. Lên mã em sẽ là ná cao su 60k nhá, 60k. Rồi tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác cái lô mũ dàn di. Em còn chắc chỗ này chắc khoảng tầm 20 cái thôi. Em cũng lên mã xả kho nốt luôn. Vì đợt này là cái thắt lưng bên em hiện tại không còn, em chỉ còn mũ thôi. Em cũng sẽ lên mã xả luôn. Cái mã mũ luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là mũ dàn di nhá, của Mỹ luôn. Đấy, USA này. USA rất xịn sò. Mũ này thì lên form cực kỳ đẹp luôn. Đấy, lên form mũ rất đẹp, rất xịn sò. Đấy, chất liệu thì
100% bằng cốt tông nhá các bác, đội rất mát luôn đấy. Các bác nhìn cái form mũ này, cái form mũ nó lên rất là kiểu vuông vức, kiểu dạng chuẩn quân đội nhá, dạng chuẩn quân đội nên nhìn rất ok. Đây đấy, Air Force logo Air Force này đấy. USA này đấy, lên mã thì em sẽ là cái lô mũ dàn di của Mỹ nhá. Đấy, mũ dàn di của Mỹ lên form cực kỳ đẹp, đội lên đầu rất ok. Phần đằng sau này nó sẽ có cái phần khâu khóa đồng để các bác chỉnh cái vòng đầu. Đấy, đầu to đầu nhỏ là các bác có thể đội hết luôn nhá, vì cái này nó có cái phần khâu khâu khóa đồng này để các bác chỉnh cái cỡ mũ cỡ đầu theo phù hợp theo ấy các bác nhá. Đấy, đây 100% là cốt tông tự nhiên này, đây các bác đội rất là mát luôn, đội rất là mát, đội rất là thích luôn. Đấy, lên mã thì em sẽ làm mũ dàn di, em xả luôn. Bữa trước cái này thì bên em đang bán một cái này là 90.000, hôm nay em xả bác một cái mức giá rất dễ mua luôn, chỉ có 50.000 thôi nhá. Lên mã em sẽ làm mũ dàn di này, xả luôn bác, chỉ có 50k cho một chiếc mũ dàn di này. Đấy, 50k một chiếc, giá rẻ giật mình luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái kẹo chuột này. Nhiều bác hỏi cái kẹo chuột của Thái quá thì đây. Đấy, tiếp tục hàng hôm nay lại về nhá. Dòng kẹo chuột của Thái dùng cực kỳ hay luôn. Đấy, về các bác nào nhà hay lắm chuột tày thì các bác dùng cái kẹo này, các bác cứ giải ra. Đấy là chuột nó ăn và là đi thôi, thế thôi. Đấy, dòng kẹo chuột 100% của Thái nhá, rất xịn. Đây. Nó là dạng viên nhá, dạng viên kẹo nhà này. Đấy, dạng viên kẹo màu hồng nha. Thì về các bác cứ thế bóc ra. Sau đó các bác đổ trực tiếp vào những cái chỗ mà đường đi lối lại này, rồi những cái chỗ hàng chuột hàng chiếc thứ là. Đấy, dòng này thì cứ ăn mà là đi thôi, ăn mà là đi thôi, nó cực kỳ nhạy luôn nhá. Đấy, cực kỳ nhạy luôn. Đấy, một túi này của nó trọng lượng là đi 80g. Đấy, rất là nhiều nhá, một túi to nhiều lắm. Đó, dùng thoải mái luôn. Lên mã thì em sẽ là cái túi kẹo chuột của Thái nhá. Đấy, kẹo chuột của Thái bên em thì đang bán giá bình dân thôi. 30k nhá, 30k cho một cái túi kẹo chuột, kẹo đánh chuột của Thái này. Các bác cứ lên mã thì em sẽ là thuốc chuột hoặc là kẹo chuột đều được. Đấy, thuốc chuột hoặc kẹo chuột đều được. Bên em đang gửi bác là 30k nhá. 30k cho một cái hộp thuốc chuột, kẹo chuột nha. Đấy, 30k một hộp thôi nhá. Đó, thuốc chuột. Lên nhanh cho bác một số cái mã hàng đồ kim khí trong cái dịp đầu năm để các bác mua về xài sử dụng, là anh em thợ thuyền này dùng này. Ok này. Đấy. Đầu tiên thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái búa này, cái búa lùn. Đấy, búa lùn nhá, búa lùn hàng của Fugu của Nhật này. Đấy, em báo giá luôn, bên em đang gửi bác một cái búa lùn của Nhật này với giá sẽ là 40k. Đây các bác đợi chút em lấy cái thước đo nó qua. Búa này thì nó rất là vừa tay. Đấy, các bác cầm để đóng nhổ đinh ok luôn, một đầu đóng này, một đầu nhổ đinh này. Hàng của thương hiệu Fugu. Đấy, Japan nhá, Fugu Japan. Đó, con này thì cái phần chiều dài, chiều ngang sẽ đo bác luôn. Chiều dài của nó sẽ là vào là 15cm. Phần bản ngang búa của nó vào là 10 nhá các bác nhá. 10 sẽ gồm có là một đầu đóng đinh, một đầu nhổ đinh. Hàng của nó sẽ đúc liền thân luôn. Đấy. Tay cầm thì có bọc nhựa. Đấy, chống trơn trượt. Đấy, các bác cầm gõ đóng này rồi là nhổ đinh cho em rất ok. Nó rất là nhỏ gọn, mình tiện cho việc mang đi mang lại cũng rất là hay. Đấy, rồi là các bác xài sử dụng gia đình này. Đấy, gõ những cái đồ nhỏ nhẹ lặt vặt các thứ cũng rất ok, rất nhỏ gọn dễ sử dụng nhá. Lên mã thì em sẽ cái búa lùn, giá này bình dân thôi, 40.000 một cây nhá, 40.000 một cái cây búa lùn nhá, giá quá hạt rẻ luôn, 40k một cây nhá, búa lùn. Đấy, búa lùn của Nhật nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái đai siết ống kim loại. Đấy, còn nhiều bác thì hay cái gọi là cái bộ này nó là cái cổ dê. Đấy, cổ dê. Đấy thì nói chung là tùy, nhiều bác hay cứ gọi là cổ dê, còn thì em hay gọi là cái đai siết ống nhá, đai siết ống kim loại nhá. Một cái hộp này thì bên em sẽ bán vào cả một hộp luôn, là 26 chi tiết một hộp này nhá, với giá thì bình dân thôi, 40k một hộp nhá, 40k một cái hộp đai siết ống bằng kim loại này. Hàng này thì hàng của Park Tider. Đấy, Park Tider này thì các bác biết hàng ở đâu rồi. Đấy, hàng của đó thì hàng sẽ là của Đức thôi nhá. Đấy, Park Tider này thì hàng của nó sẽ là của Đức đây. Đó, đây. Germany này, thấy không? Đấy, Germany, mã code mã vạch đầy đủ hết luôn, hàng Park Tider nhá. Một cái hộp này sẽ gồm có 26 chi tiết này. Đấy, 8 cái chi tiết là 7 đến 16 mm này. 6 chi tiết là 10 đến 23 này, 4 chi tiết là 19 đến 27 này. Đấy, 2 chi tiết là 16 và 22. Hai chi tiết là 24 đến 38. Đấy, và 4 chi tiết là 19 đến 44. Nghĩa là các bác xài được những cái ống, những cái ống ống tròn, các bác siết được từ ống nhỏ nhất sẽ là ống 7 mm và ống lớn nhất của nó sẽ là ống là siết được ống là ống 44 mm nhá. Đấy. 26 chi tiết mà nên các bác xài cho em là thoải mái luôn. Đây em sẽ mở ra bác con. Một hộp của nó thì nó sẽ xếp lẫn lộn nha. Đấy, nó sẽ gồm có là những cái đai rất là to. Đấy, để các bác siết những ống to. Đấy, những cái ống như cái ống 44 này. Đấy, rồi là những cái ống nhỏ như này, ví dụ như những cái ống 7 rồi. Đấy, nó là dạng đai siết hay còn gọi là cái cổ dê nhá. Các bác hay gọi là cổ dê. Đấy, thì bên em sẽ bán đâu là
bán là bán theo cả một cái hộp với luôn nhá, bán theo cả hộp là 26 cái đai siết nhá, 26 chi tiết đai siết và các kích cỡ khác nhau đấy, các kích cỡ nhau thì bên em sẽ bán theo là một cái hộp như này với giá sẽ là 40.000. Nói chung là các bác theo em, các bác nên bỏ ra 40.000. Bình thường là các bác mua những cái đai siết ấy, người ta đang bán lẻ khoảng tầm 3-5.000 một cái rồi. Bên em đang bán một cái hộp 26 cái đai siết từ to nhỏ luôn mà giá nó chỉ có 40.000 thôi. Các bác biết thấy là nó giá nó quá là dễ mua rồi mà giá nó hợp lý ạ, giá nó hợp lý. Đấy, các bác cứ nên mua cả bộ này về, mình xài cái nào thì mình xài, không xài thì mình lại cất gọn mà nó có hộp hiếc, nó đỡ bị rơi vãi linh tinh, mà thứ hai là đến lúc mà mình cần cái là mình có ngay đấy, mình đỡ phải chạy đi chạy lại nhé các bác nhá. Đó, một hộp đai siết của Đức nhá, một hộp đai siết của Đức, của Parkrider của Đức này. Đấy, thì Việt Nam đang bán một hộp 26 chi tiết này, đai siết ống kim loại 26 chi tiết này với giá sẽ là 40k nhá, 40k cho một hộp nha. Đấy, 40k một, to nhỏ lẫn lộn là lớn bé có đủ cả hết luôn. Đấy, về các chỉ việc là lấy ra các bác xài, lấy cái ống nào vừa được các bác lấy ống đấy các bác xài, có thế thôi, ngon lành cái nào luôn. 40k một hộp nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái kìm mỏ nhọn này. Nhiều bác hỏi em cái mã kìm mỏ nhọn này mình đang có hàng không, thì đây hôm nay về bác một ít cái mã hàng kìm mỏ nhọn rất xịn sò, hàng mã hàng kìm mỏ nhọn của Nhật nhá. Đấy, mã hàng kìm mỏ nhọn của Nhật này, đây đấy, đây vẫn còn nguyên cái dấu chữ mộc của Nhật này. Đấy, FO260 Japan các nhá. Đấy, đây có nhìn kỹ này. Đấy, FO260 Japan, nó có chữ Nhật nhưng mà nó hơi màu màu chút thôi, tại vì nó là hàng bãi. Nhưng mà bãi này thì là hàng bãi mới, bãi tuyển luôn các bạn, bãi mới bãi tuyển luôn đấy. Đấy, hầu như là hàng chưa qua sử dụng luôn, rất xịn sò, ok luôn. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một cây này với giá sẽ là 40.000 một cây nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái cây kìm mỏ nhọn này. Đấy, cây kìm mỏ nhọn nhá, 40.000 một cây. Đây em sẽ đo cho bác về cái phần kích thước chiều dài thứ này. Con này thì cái phần tổng chiều dài của nó rơi vào là 20, cái phần mũi nhọn này của nó rơi vào khoảng tầm là đi 4 cm nhá. Đấy, 4 cm. Đấy, nó khá là dài, các bác dùng để về các bác kẹp những cái đồ mỏ nhọn các thứ rồi. Đấy, rất là ok. Đấy, kìm rất là trơn tru ngon lành nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái cây kìm mỏ nhọn của Nhật, hàng bãi Nhật nhá. Đang gửi bác là một cái cây kìm mỏ nhọn hàng bãi Nhật nha, với giá sẽ là 40.000 một cây nhá, 40k một cây thôi, giá quá hạt rẻ luôn. Đấy, các bác mua về, con này ngoài chức năng là kẹp đầu nhọn này thì các bác có thể là kẹp một cái đầu trong này, hoặc các bác có thể cắt dây được luôn. Đây nó có cái phần lưỡi thép cắt dây này. Đấy, dòng thép Nhật này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, cực kỳ ok luôn. Đấy, hàng bãi nhưng rất là xịn sò nhá, 40k một cây. Lên mã giúp cho em sẽ là kìm mỏ nhọn nhá, 40k một cây nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái hộp hương trầm. Đấy, hộp hương trầm để về các bác đốt nhá. Đấy, hộp hương trầm thì em đang bán một cái hộp hương trầm này với giá sẽ là đi 40.000 một hộp nhá, 40.000 một hộp. Đấy, một hộp này thì rất là nhiều vòng luôn. Đấy, rất nhiều vòng, một vòng đốt được rất là lâu đấy, một vòng là đốt được các bác đốt liên tục ấy, nó cháy trong khoảng tầm là từ 1 tiếng rưỡi cho đến 2 tiếng một vòng luôn. Đấy, đốt cháy rất là lâu. Mùi thì nó là dạng mùi trầm hương thăng thoảng nhẹ nhàng nhá. Đấy, mùi trầm hương thăng thoảng nhẹ nhàng, các bác có thể đốt trên bàn bàn thờ, đốt nhà mình các bác sử dụng cũng ok luôn. Đây, cái này thì nó là 2 vòng. Đấy, một cái vòng to này thì các bác có thể tách ra làm được 2 vòng này. Đấy, mùi thơm lắm, mùi thơm. Đấy, mùi thơm thăng thoảng nhẹ nhàng của trầm nhá, dùng rất thích luôn. Đấy, báo giá bác luôn, bên em đang bán một cái hộp hương trầm rất nhiều vòng nha. Đấy, mà một vòng đốt được rất là lâu luôn, một vòng này là đốt khoảng tầm 1 tiếng rưỡi 2 tiếng nhá. Lên mã em sẽ là cái hộp hương trầm, thì em đang bán một cái hộp hương trầm này với giá sẽ là đi 40k một hộp nhá. Đấy, hộp hương trầm này, hộp vòng hương trầm nhá, vòng hương trầm để đốt nhá, 40k nhá, 40k một hộp. Đấy, giá rất hạt rẻ luôn. Đấy, mà một hộp thì rất là nhiều, đựng trong một chiếc hộp rất là lịch sự, ok luôn. 40k nhá, 40k một cái hộp hương trầm nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái túi giấy lau giày này. Đấy, chuyên bác đi giày, đấy đi chơi đi du lịch, đôi khi giày nó hay bị bẩn đấy, thì mà đôi khi các bác lôi đánh cái thứ giặt rũ nó rất mất thời gian, này các bác mua cho em cái túi này về. Đấy, nó rất là nhỏ gọn thôi. Đấy, nhỏ gọn. Một túi này thì hình như nó được là 30 tờ nhá, rất nhỏ gọn. Đấy, mang đi mang lại rất là tiện nhá, thì về các bác bóc ra. Cái này nhiều dạng giấy ướt nhưng mà nó là giấy lau giày nhá, chuyên để các bác vệ sinh lau giày này. Đấy, túi khăn rất là to luôn này. Đấy, và ở trong này thì nó chứa những cái chất gọi là như kiểu là dạng tẩy rửa rồi là các thứ hết rồi. Đây, đấy, bên trong có hết luôn này. Đấy, đi về các bác cứ dùng khăn này các bác lau trực tiếp vào giày dép của mình là ok luôn. Đây, chuyên để các bác lau giày nhá. Đấy, giày thể thao, giày da, giày sờ nách các thứ, chất tất cả hầu như tất cả các loại giày luôn. Dùng rất là tiện nhá. Đấy, em báo giá luôn, lên mã giúp em sẽ là cái túi giấy lau giày nhá. Đấy, bên em đang bán lẻ một túi này thì sẽ là đi 20k. Đấy, khi mà các bác ưu đãi tốt, khi mà các bác lấy 3 túi đấy, thì bên em sẽ bình tính với bác giá rất tốt luôn, 50k nhá.
50k cho 3 túi giấy lau giày, còn nếu các bác mua lẻ một túi thì là 20k nhá. Đây, đây em sẽ test bác coi luôn này. Đấy, đây em vẽ vời các kiểu đây nhá. Đấy, ví dụ như là em muốn tẩy đi thì như thế nào. Đấy, thì em sẽ dùng cái khăn này. Em lau đi nhá. Đấy, em lau đi này. Đấy. Thì khi mà các bác lau thì nó sẽ tạo thành có một cái lớp bọt này. Đấy, lớp bọt này. Đấy. Thì có nhìn này. Rất sạch luôn. Ở đây nó có một cái lớp bọt này. Đấy, còn những cái chất bẩn nó sẽ hút hết vào trong cái khăn này. Đấy, khi mà các bác lau. Đấy, các bác lau giày lau dép xong rất là sạch. Đấy, và các bác chỉ cần lau một lúc thôi, đến lúc nó sẽ tự động nó sẽ khô. Cái này khô khá là nhanh vì cái dung dịch nó dạng kiểu dạng nó bay hơi nhanh đấy, bay hơi nhanh. Đấy, dùng rất ok nhá. Lên mã em sẽ là cái túi giấy lau giày nhá. Một túi này là 20k và ba túi là 50.000. Về các bác lau giày lau dép các thứ rất sạch sẽ luôn, đỡ phải giặt nhá. Đấy, mua một vài túi về thì thể mình lau, hoặc lấy ba túi 50.000 về các bác lau. Đấy, đi mọi lúc mọi nơi mình có thể mang đi mang lại được, và nhà mình cũng xài luôn. 50k ba túi nhá, lấy một lẻ một túi là 20.000 túi giấy lau giày. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái hộp này là cái hộp tẩy xoong nồi đa năng rất là hay. Đấy, chuyên thì các bác tẩy xoong tẩy nồi nhá, rất là tiện dụng luôn. Đấy, xoong nồi các bác mà đang bị cặn bẩn cái thứ này thì các bác mua cho em cái lọ này về tẩy cực kỳ sạch luôn. Đấy, các bác kết hợp với lại một cái búi giác sắt, búi giác kim loại, các bác đánh cùng với cái bột này rất sạch luôn. Cái này em đã dùng thực tế ở đây, còn hũ nó đây. Đấy, thì về các bác cứ thế là các bác lấy cái bột này các bác phết trực tiếp vào cái chỗ các bác cần đánh rửa xoong mặt nồi thứ này, bàn bếp có thứ ok luôn. Đấy, các bác dùng thì các bác đánh rửa. Đấy, sau đó các bác kết hợp với lại cái miếng búi rửa bát bằng kim loại ấy, các bác dùng kết hợp với cái bột này các bác đánh rất sạch luôn. Giá thì bình dân thôi, chỉ có 20k một hũ thôi nhá, 20k hũ. Đấy, to chà bá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp, là hộp tẩy xanh tẩy xoong nồi. Đấy, đang gửi bác giá rất tốt, 20k một hũ thôi, 20.000 một hũ tẩy xanh tẩy xoong nồi, 20.000, giá quá hạt rẻ bình dân luôn. Uầy, cái kem tẩy xoong nồi đa năng này không biết nó có được tốt như quảng cáo không mọi người, cùng mình thử nhá. Hiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn, thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và chà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước, và đây là kết quả. Uầy, nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, 20k một hũ tẩy xoong nồi cơ nhá, tẩy xanh tẩy xoong nồi, 20k một hũ này về rất là dễ dùng và dùng rất là hay luôn. Cái lô thùng đạn của Mỹ này, đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây, về để các bác đựng đồ nghề các thứ này rất là tiện luôn. Mà riêng với cái dòng thùng đạn của Mỹ thì các bác yên tâm về chất lượng và độ bền rồi. Chắc là nếu mà cái thùng này thì em tính là nếu mà các bác chỉ có đựng đồ không thì chắc là các bác dùng còn tầm 20-30 năm luôn, thật sự luôn, rất dày. Nhìn nó nhỏ nhỏ thôi mà em vừa cân lên nó nặng khoảng tầm 3 cân nhá. Nhìn nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nặng 3 cân, nặng dã man luôn, là các bác biết cái chất tôn của nó nào. Cái miếng thép của nó là dày dã man luôn. Đây. Đấy, có phần quay sách này. Đấy. Đây. Ký hiệu đạn điếc 7.62 ly này, đấy, 200 cát này. Hàng của USA nhá, rất xịn sò luôn. Thì về các bác muốn dùng thì các bác thả cho mày ra. Tay các bác cậy lên này. Đấy, sau đó các bác mở ra. Đấy, và các bác mở ra nhá. Dây bên trong đây thiết kế cực kỳ là chắc chắn luôn, tôn rất dày nhá, cái miếng thép này của nó rất dày luôn. Ở đây thì còn bo cả một cái gioăng cao su này, khi mà các bác đậy vào nó rất là kín luôn, không lo nước lôi nó vào nhá, không lo độ ẩm không khí nó vào, rất kín, các bác đựng đồ đựng đạc rất ok. Đấy, và lúc nào mà các bác muốn cài vào thì các bác ấn xuống này, ấn nó xuống này. Đấy, một tay các bác ấn này, một tay các bác cài này, đó thấy không, cái khóa nó kêu keng keng luôn, rất chắc chắn nhá. Đấy, rất chắc chắn luôn. Đây, rất xịn sò, ok luôn, quá ok. Kích thước thì em đã đo sẵn đây rồi. Kích thước sản phẩm này thì chiều dài của nó sẽ là 28 này, chiều rộng là 15 và chiều cao là 18 nhá. Đó thì em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái thùng đạn USA. Đấy, giá thì em về mức giá rất dễ mua bác luôn, 310.000 coi nhá, 310.000 một chiếc nha. Đấy, kích thước là 28 nhá, 28 chiều dài, chiều rộng 15 và chiều cao của nó sẽ là 18 nhá. Có phần quai sách này, rồi là phần khóa nắp ngon lành các bác luôn. Đấy, khóa rất chắc chặt luôn, khóa cực kỳ chặt luôn các bạn. Đấy, có thấy không, kêu càng keng luôn. Cái này phải lực tay đẩy vào cũng phải rất là khỏe, mà lực mở ra cũng phải khá là khỏe nhá. Đấy, vì nó đóng rất là chắc, đóng rất là chắc luôn. Đó, thiết kế rất chắc chắn, nặng hơn 3 cân không ơi, nặng hơn 3 cân mà. Đấy, à đây, cái nắp này có thể là tháo rời luôn này. Đấy, cái nắp này có thể tháo rời luôn. Đấy, các bác có thể tháo được cái nắp này ra luôn, rất tiện dụng luôn nhá. Đó,
nóng rồi này, ok luôn. Đó, rồi. Bên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái thùng đạn của Mỹ nhá, thùng đạn Mỹ USA. Đấy, kích thước là 28 x 15 x 18. Giá tại bên em đang gửi bác là 310.000 một chiếc nhá, 310k một chiếc, bao ship tận nhà luôn. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì cũng rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này luôn, đó là cái con ấm siêu tốc của Hikari nhá. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là ấm siêu tốc của Hikari. Giá thì hiện tại bên em vẫn đang rất là bình ổn với bác luôn. 320.000 một chiếc của bao ship tận nhà luôn. Công suất của sản phẩm này thì sẽ là 1.500W nhá. À, dung tích là 2.3L. Dòng này thì là hàng Nhật xuất nên là sử dụng điện 220. Nên là các bạn yên tâm về chất lượng nhá, dùng cực kỳ là ngon lành luôn. Đấy, cái này thì bên em bán khá nhiều về cái dòng sản phẩm ấm siêu tốc của Hikari rồi. Nói chung là dùng chất, dùng thích lắm. Đây. Đó, phần đế ấm này. Phần ấm chính này. Đấy, ấm chính nhá. Đấy, Hikari và có dòng chữ là Made in Japan có nhá, Made in Japan. Tay cầm này. Đấy, công tắc nhá, công tắc này. Đấy, công tắc. Phần nắp mở này bên trong, toàn bộ để inox 304, hàng hai lớp nhá, bên ngoài nó phủ một cái lớp nhựa nên là khi các bác xài không lo nó bị nóng các thứ ra ngoài rất ok luôn. Đây, hàng vẫn còn nguyên siêu này. Đấy, hàng vẫn nguyên siêu, hàng mới keng luôn nhá, hàng mới keng luôn, rất ok. Dùng cầm cái con ấm này chắc chắn lắm ạ, ấm Nhật mà nên là cầm nó chắc lịch, cầm nó nặng trịch luôn. Đấy, không như cái dòng ấm trôi nổi các bác cầm nó nhẹ phỗng như con này, ấm cầm cực kỳ chắc này. Đấy, phần chân khâu đồng nhá, đấy Hikari đó, công suất là 1.500W này, dung tích 2.3L. Đấy, có tem đầy đủ hết luôn. Đấy, còn đây là phần đế ấm bo inox vùng quay. Đấy, phần dây nguồn ngon lành cho bác luôn nhá. Đấy, nhìn khâu đồng vàng chóe luôn này. Đó, rồi ok. Đấy, về các bác để đây, bấm cái nào này lên, khi nào mà nước sôi tự động nảy, có thế thôi, rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là siêu phẩm ấm siêu tốc của Hikari với mức giá là 320.000, mình em sẽ bao ship cho các bác tận nhà luôn. Đấy, dùng điện cho em là điện 220 nhá, nhớ giúp em là dùng điện 220 nên là các bác yên tâm rồi, điện Việt Nam, điện phổ thông. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lô ổ điện Nhật nhá. Đấy, ổ điện Nhật. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ điện U5 nhá, U5 em báo giá luôn 250.000 một chiếc này. Đấy, hàng chuẩn chính hãng của Nhật, cực kỳ xịn luôn đây. Đấy, sản phẩm thì khi mà các bác mua thì sẽ sở hữu là một cái bộ ổ như này. Đấy, sẽ gồm có là 1, 2, 3, 4, 5 ổ nhá, chân dẹt, chân tròn, chân 3, chân 4 các bác cắm được hết luôn. Đó, toàn bộ ổ này thì đều tích hợp công tắc bật tắt nhá. Đấy, các bác dùng là các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi cho nó an toàn. Đấy, tránh tình trạng cháy nổ hoặc là trẻ con cái thứ nó có chẳng may nó chạm vào nó không bị giật các bác nhá. Đây, nó có cả phần chống giật của trẻ con này. Đấy, có phần nắp đậy đầy đủ hết luôn. Đấy, đèn báo cho từng ổ một luôn nhá, các bác bật ổ nào thì nó sẽ lên đèn báo ổ đấy nhá. Đấy, tắt thì nó sẽ tắt đi, lúc nào bật thì nó sẽ lên đèn báo nhá. Đấy, có đầy đủ luôn. Con này thì hàng của thương hiệu Akira nhá, Akira đây, Akira. Đấy, mắc công suất của nó sẽ là 3.500W nhá, sử dụng là điện 110 đến 220. Đấy, 50-60 hàng này, Made in Japan, các bạn nhìn rõ không? Đó, Made in Japan. Đấy, dòng ổ điện của Nhật cực kỳ xịn. Dây này của nó sẽ là dây dài 5m nhá, dây dài 5m nên là các bác cũng là thoải mái luôn, các bác dòng dạo các bác từ đầu nhà đến cuối nhà luôn, rất ok. Dây khá là to, mềm, đẹp, chắc chắn, phần đầu cắm chắc chắn luôn. Rồi, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái ổ điện U5 nhá, ổ điện U5. Em báo giá bác luôn, đang gửi bác là 250.000 một chiếc ổ điện U5 nha, bao ship đến tận nhà bác luôn nhá. U5 250.000 một chiếc. Nói chung là với một cái mức giá 250.000 các bác sở hữu cho em một cái con ổ này thì quá chất lượng luôn. Đấy, toàn bộ của nó sẽ là chân đồng luôn nhá. Đấy, chân đồng và có tích hợp công tắc, đèn báo, phần chống giật trẻ em, đầy đủ ngon này. Hàng Made in Japan nhá. Đấy, không có gì bị chê về cái sản phẩm này rồi. Đấy, quá ok luôn. 250.000 bao ship và việc chốt luôn luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lô mic hát karaoke. Đấy, của Mỹ đây. Em báo giá luôn 290.000 một cây này. Đấy, và cũng ưu đãi duy nhất trong ngày hôm nay là sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. 290.000 một chiếc, bao ship tận nhà nhá. Một con mic của Mỹ, con này thì của thương hiệu Sure nhá, Sure. Đấy, hàng Made in USA này. Đấy, quá xịn luôn. Đây, mở ra bao còm trước này. Bộ sản phẩm thì sẽ gồm có là một dây. Đấy, dây này chắc dài khoảng tầm 5m nhá. Đấy, dây khoảng tầm 5m đây. Made in USA nhá, dây chống gập, chống rối, chống nhiễu. Đó. Đây là phần phần đầu này, có nhìn phần đầu mic của nó này. Đấy, cái phần khâu đồng, nói chung hàng Mỹ, có yên tâm về chất lượng đi, thiết kế cực kỳ là sắc nét, rất đẹp luôn. Đấy, cả những cái phần chuôi cắm này của nó thấy nó chất lượng rồi, nhìn nó khác bọt hẳn luôn.
đấy, và nhân vật chính đó là chiếc mic này. Mic thì yên tâm, không hú đấy, không hú không rè mà bắt cực kỳ tốt luôn. Đây các bác mở ra xem. Mở ra thì bên trong đây sẽ có cho bác là một dòng chữ Made in USA được dập ở trên thân của mic này. Đấy, sợi của nó sẽ là sợi đồng, quá ok luôn. Đấy, đây là phần lọc này. Đấy, lọc mic thì các bác có thể tháo ra, thì chả mình tháo ra mình vệ sinh cho nó sạch sẽ. Đấy. Logo Sure này. Đấy, cờ Mỹ USA. Đấy, đây các con này thiết kế rất hay, hàng Mỹ thiết kế rất hay. Cái con này là cái phần công tắc bật tắt là nó sẽ ở đây. Đấy, các bác dùng thì các bác xoay vòng này nhá. Nó không bình thường là các bác cứ hay đẩy như con này. Nó là dạng xoay vòng. Nói chung thiết kế người Mỹ đôi khi nó rất, nước ngoài đôi khi nhiều cái nó rất là dị. Đó. Các bác chỉ việc cắm vào này. Đấy, cắm vào. Sau đó cái phần này các bác cắm âm ly nhà mình là các bác xài thôi. Quá ok luôn. Đấy, mua cho một con này về các bác thỏa sức là ca hát sáng tạo ok luôn. Đó. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm mic Mỹ nhá. Đấy, bộ mic Mỹ bao gồm là một dây và một mic. Đấy, với mức giá sẽ là 290.000. Và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn, mic Mỹ nhá, 290k bao ship. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái sản phẩm ống nhòm này. Đấy, ống nhòm nhá, ống nhòm của Galileo. Đấy, tiếp tục về cái mã ống nhòm của Galileo này. Cái này thì dùng duyên chuyên cho các bác hay đi phượt, đi chơi, đi du lịch. Đấy, các bác thám hiểm, đấy, các bác cần ngắm cảnh vật rồi là nọ nọ kia kia là các bác dùng cái con này các bác ngắm xem. Đấy, con này nói chung là nhìn rõ lắm ạ. Đấy, tầm ngắm nhìn rất là rõ luôn. Đây, bao hộp ra luôn, mới keo nguyên túi như này. Rất thuận tiện để các bác mang đi chơi du lịch hoặc các bác ở nhà mình có ngắm cảnh ngắm vật chim cò thì là ok luôn. Đây, con này nó có thể là phần chỉnh tùy khớp theo cái phần mắt của các bác nhá. Đấy, về các bác ra. Sau đó các bác cứ nhìn trực tiếp vào đây này. Đấy, nhìn trực tiếp đây. Và các bác căn chỉnh cái này làm sao cho nó phù hợp với lại cái phần mắt hai bên của mình, làm sao nó đặt khớp đây thì các bác điều chỉnh cái phần gập này. Đấy, cái này cái núm xoay để nó chỉnh cái độ sắc nét nhá, độ sắc nét. Đó, có thế thôi, rất là dễ dùng, dễ sử dụng các bác luôn nhá. Hàng này của Galileo của Mỹ nhá, cực kỳ xịn sò. 20x50 này. Đó, 1000 mét ấy, tương đương khoảng tầm 1 cây số. Đấy, nói chung là nhìn rõ, nhìn thích cực kỳ luôn. Cái này bên em đang bán khá là nhiều rồi có nhá. Đó, để bác nào ưng cái sản phẩm này thì vào việc liên hệ bên em nhá. Đấy. 270.000 nhé, em báo giá luôn 270.000 cho một cái chiếc ống nhòm này, nhìn rất là xa luôn, nhìn rõ, nhìn xa, dùng thích lắm. Đấy, cho các bác đi chơi, đi du lịch, đi thám hiểm, đi rừng, đi rú, các bác ngắm cảnh động vật các thứ ok luôn. Lên mã cho em sẽ là cái ống nhòm nhé, ống nhòm Galileo của Mỹ nhé, ống nhòm. Giá bên em đang gửi bác là 270.000 một cây và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn nhá. 270k bao ship, giá rất tốt luôn. Rồi, dây thít thì hàng bên em tiếp tục hàng về để phụ bác nhá. Đấy, dây thít thì tiếp tục hàng về. Đấy, hiện tại bên em đang có hai mã, là một mã dây thít dài và một mã là dây thít ngắn nhá. Đấy, mã dây thít dài này thì bên em nói chung là bán đồng giá luôn là 30.000 một cái túi nha, 30.000 một túi, giá rất hạt rẻ luôn. Bình thường các bác mua ra cửa hàng người ta bán theo lạng nhá, một lạng ấy là các bác ít các bác phải bỏ ra giúp em là 50.000 luôn, thật sự luôn. Đấy, vì em cũng đã mua rồi. Đấy, mà đây một cái túi này em cân lên nó rơi khoảng tầm 2.5 lạng một túi nhỉ, 2.5 lạng một túi. Đây à, đây này, nó có này, 250g này này. Đấy, 250g. Cái thít dài này của nó sẽ là chiều dài sẽ là 30 nhá, 30 các bạn. Size của nó sẽ là size 30. Đấy thì giá của nó sẽ là 30.000 một bịch nhá. Chỉ có 30.000 thôi, giá rất hạt rẻ luôn. Một cái bịch này thì sẽ được là 143 cái này. Đấy, 143 cái nhá. Đó. Cái này là cái bịch thít dài. Đấy, 30.000 bịch. Cái này là cái bịch thít ngắn. Đấy, cái này thì ngắn một chút. Cái này của nó là 20 đấy, 20 nhá, 20 cm, chiều dài nó sẽ 20 cm. Cái này thì em cũng bán đồng giá luôn là 30.000. đấy, vì cái cân nặng, cái này chủ yếu nó bán theo cân nặng mà. Đấy, cái này chủ yếu bán theo cân nặng thì cái này cũng là 250g, 2.5 lạng luôn. Đấy, túi này một túi là 2.5 lạng nhá, 2.5 lạng. Cái túi này là được là đi 226 cái này. Đấy, 226 cái, cân nặng thì nó đều là 2.5 lạng hết, nhưng có cái là cái dài thì nó sẽ tốn nhựa hơn thì nó sẽ được ít cái hơn, còn cái này nó ngắn hơn thì nó sẽ được nhiều nhựa hơn thì nó sẽ được nhiều hơn. Đấy, thì cái dài này thì là 20 nhá, à cái ngắn này thì là 20 thì cũng là 30.000, và một túi này là 226 cái này. Cái này là cái ngắn này. Đấy, thì là 30.000. cái túi này túi dài, một túi dài này sẽ là 143, túi dài này dài 30 nhá. Đấy, thì các bác cứ lên mã em sẽ được cái dây thít dài là 30k, còn dây thít ngắn thì là cũng 30k luôn. Thì bên em đang bán đồng giá một túi là 30.000, các bác cứ lấy mã nào rồi báo nha. Dài ngắn bằng tiền nhau nhá. Đấy, dài ngắn bằng tiền nhau luôn. Thít dài 30, thít ngắn 30. Lấy mã ngắn hay mã dài thì cứ báo nha. Đấy, bên em sẽ nhận cho bác coi nhá. Lên lướt nhanh cho bác một số cái mã hàng về cái đồ dùng gia đình này. Đấy, thì tiếp theo em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái
cái này nó là cái ô dù tự động nhá, lên mã em sẽ cái bộ ô dù tự động rất hay luôn. Đấy, một chiếc ô dù tự động, con này thì thao tác toàn bộ tự động luôn, các bác bấm mở tự động nhá. Đây em sẽ sử dụng bác con này, các bác chỉ việc bấm đi cho em. Đấy, tự động sẽ bật lên nhá. Đấy, bấm cái, các bác bấm cái này. Đó là tự động là nó sẽ cập vào nhá. Đây, em sẽ mở lại cho bác một lần nữa này. Đấy, các bác chỉ việc bấm cái tự động mở ra, các bác muốn thu vào bấm đây cho em. Đó, tự động sẽ thu vào. Đấy, sau đó các bác ấn xuống nha. Đấy, thu xuống cái là xong. Đấy, là thành một chiếc ô rất là nhỏ gọn xinh xắn, các bác mang đi mang lại cũng rất là tiện luôn, nó khi mà thu vào rất là ngắn. Đấy, các bác mở ra này. Đấy, ô cực kỳ to luôn, ô đường kính khoảng tầm 1 mét nhé. Đấy, đường kính từ bên này con này khoảng tầm 1 mét, ô khá là to luôn. Đấy, các bác đi khoảng tầm 2-3 người thoải mái luôn, ô thì cực kỳ dày, các bác cứ rũ cho em thoải mái này, rũ cho em thoải mái luôn. Đấy, con này thì cứ rũ thoải mái, khung nó cực kỳ chắc chắn luôn. Đó, ô dù tự động nhá. Đấy, ấn một cái là sẽ ngắn gọn vào đây, nó sẽ gọn vào nhà luôn. Đấy, gọn thành một chiếc ô rất ngắn luôn, khoảng tầm hơn 20 cm thôi. Đấy, các bác để trong túi sách rồi mình mang đi mang lại rất là tiện, đi chơi đi du lịch. Đấy, che mưa che nắng quá ok cho em luôn. Đấy. Đấy, báo giá bác luôn nhá, lên mã em sẽ là cái sản phẩm một cái cây ô dù tự động nhá, ô dù tự động bên em đang của bác một cái ô dù tự động này với giá sẽ là đi 80.000 thôi, 80k nhá. Lên mã em sẽ là cái ô dù tự động đang gửi bác sẽ là 80k một chiếc ô dù tự động nha. Rồi cái siêu phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái thắt lưng cá sấu hộp vàng. Đấy, tiếp tục hàng bên em lại về nhá, tiếp tục hàng bên em lại về. Đó, về em báo giá luôn, một chiếc thắt lưng cá sấu hộp vàng nha, bên em đang gửi bác giá thì cũng cực kỳ bình dân, dễ mua luôn. Đấy, ai cũng có thể mua luôn. Đấy, 130.000 nhá, 130k. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là thắt lưng. Đấy, thắt lưng cá sấu, cá sấu hộp vàng nhá, hộp vàng. Đấy, hộp vàng 130.000. Tại sao được gọi hộp vàng thì đây, các bác nhìn này. Đấy, bên trong bên ngoài thì thực ra nó rất là đen. Đấy, nhưng bên trong các bác mở ra. Đấy, cái màu vàng cực kỳ là sang trọng lịch sự luôn. Đấy, mạ vàng này. Các chi tiết này vàng bên trong này, logo Lacoste luôn nhá, cực kỳ xịn. Đấy là cái phần hộp nhá. Nguyên phần hộp đã các bác thấy nó rất là đẹp rồi. Đấy, tiếp theo thì là thắt lưng. Đấy, thắt lưng thì sẽ có là phần mặt này, các bác nhìn này, quá ok luôn, mặt mạ vàng quá đẹp luôn nhá. Hình cá sấu thương hiệu Lacoste, còn đây là phần da này, da thì cực kỳ mềm, thích dùng ok luôn. Đây, da của nó đây. Đấy, vân cá sấu lên rất đẹp luôn. Đó, da rất mềm, dùng cực kỳ thích. Cái này bên em bán cực kỳ nhiều rồi. Hàng này của nó sẽ là hàng lẫy cài nhá, hàng lẫy cài. Đó. Đây các bác nhìn phần mặt đây, tàng mác đầy đủ luôn. Các bác mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng con này cũng quá hợp lý luôn. Đấy, mà giá cũng rất là bình dân, chỉ có 130.000 thôi. 130.000 một chiếc thắt lưng cá sấu hộp vàng nha. Đấy, giá quá hạt rẻ bình dân luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng cá sấu hộp vàng nhá. Bộ sản phẩm hàng mới keng các bác nhá, mới keng nguyên hộp nha. Đấy, mới keng nguyên hộp nha. Với giá sẽ là 130.000 một cái. Đấy, có phần tay sách này, các bác sách mang đi làm quà biếu tặng này, mua về mình sử dụng này. Đấy, thắt lưng mình dùng, còn có hộp mình đựng đồ đạc cũng quá ok luôn. 130k một cái nhá. Đấy, hộp bên ngoài, thắt lưng thì bên trong. Lên mã cho em sẽ là thắt lưng cá sấu hộp vàng 130k. Sản phẩm rất là hay mới, đó là cái các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái sản phẩm là cái cà lê xích các nhá. Đấy, cà lê xích này cực kỳ là hay luôn. Đó, một con siêu phẩm cà lê xích nhá. Cái này thì em báo giá luôn. Em đang gửi áp một cái chiếc cà lê xích này với giá sẽ là 160.000 một cây nhá. 160.000 một cây. Rất là hay. Đấy. Nó sẽ thiết kế là một cái tay công nha. Đấy, và một cái sợi xích đi kèm nhá. Cái này thì ví dụ như là những cái vị trí nó khó, ví dụ như là những cái chỗ mà ống đường ống nước các thứ này, rồi là những cái chỗ mà cái phần xoáy các bác nó không có gen nên các bác không thể cho cà lê và các bác xoáy được, hoặc là chồng nó cho vào được, các bác dùng cái này các bác xoáy nha. Đấy, con này ví dụ những cái đồ vật mà nó tròn, đấy các bác không thể cho cái này và những cái gì vào được thì các bác dùng cái con xích này, các bác cạp vào, các bác xoáy nhá. Rất tiện dụng luôn. Đây nó có những cái khớp này, những cái dựng khớp, những cái rãnh này. Đấy, để các bác lựa, các bác dắt xem cái xích này vào. Đấy, dắt cái xích này vào đây. Đấy, nó có một cái sợi xích và một cái tay công, một cái tay đi kèm. Đấy, thì nó sẽ gắn vào một bộ này luôn. Rất là dây xích khá là dài luôn, em sẽ đo các bác về kích thước tổng chiều dài các thứ của nó nhá. Cái tay công này thì tổng chiều dài của nó rơi vào là 40 này. Đấy, 40. Cái phần tay xích này thì cũng khá là dài đấy. Cái xích này của nó rơi vào là đi 68 gần 70 này. Đấy, 68 gần 70 nhá. Đấy, khá là dài luôn. Các bác xoáy rất là tiện. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp xem sẽ là cái sản phẩm là cái cà lê xích nhá. Đấy, các bác chỉ việc vòng vào đây. Đấy, vòng một cái đồ vật các bác cần xoáy, sau đó là các bác cài cái sợi xích vào những cái phần móc của nó này. Đấy, vào đây này. Đó, các bác gài vào đây. Đấy, cái này nó có 3 mắt, khi mà các bác gài nó rất là ôm, rất là chặt luôn. Đấy, ôm rất chặt đây. Đấy, các bác gài vào xem. Đấy, nó sẽ tạo một cái vòng này. Đấy, nó có cái phần răng cưa, cái vam này, để các bác xoáy những cái đồ vật tròn các thứ là rất tiện dụng luôn nhá. Đó, cà lê xích nhá, 160.000 một cái này. 160.000 này, hàng rất xịn luôn, cầm chắc chắn cực kỳ. Đó,
Đây các bác cùng xem thực tế một cái video về sản phẩm này. Xem thực tế một cái video về sản phẩm giúp em nhé. Đây các bác đợi chút này. Đó đây. Đó đây, các bác nhìn này. Đấy, ví dụ như những cái đồ vật mà tròn đấy, những cái đồ vật tròn, đấy ví dụ như ống nước các thứ này. Rồi là những cái ống tip nhá, nó hình tròn. Đấy, hình tròn rồi là những cái hình mà nó hình thù nó rất là đặc biệt, không có những cái đồ để các bác tháo ra để các bác dùng cái con Classic này các bác tháo cho em, rất tiện dụng luôn. Đấy, đây. Đây. Đó. Nó có 3 khóa, khi khóa chặt hơn sẽ càng chắc chắn hơn. Nó có thể tháo rời một số bộ phận ống lớn hơn. Có thể sử dụng nó để tháo rời các bộ phận tròn, vuông, nhẹ nhàng dễ dàng. Cũng có thể sử dụng nó để tháo rời một số bộ lọc của ô tô. Đấy, rất tiện dụng nhá. Đấy, nó gọi là cái Classic nhá, nó gọi là cái Classic. Thì bên em đang gửi bác một cái Classic này với giá sẽ là 160.000. Cái sản phẩm này, cái mã hàng mới, cái mã hàng này đang hot em nhá. Cái mã hàng này đang rất là hot luôn, rất là tiện dụng. Đấy, cho anh em thợ thuyền, giờ các bác sử dụng gia đình cũng rất ok luôn. 160.000 một chiếc này, 160.000. Cái sản tiện đây luôn thì em cũng giới thiệu luôn cho các bác anh em thợ thuyền. Đó là cái kìm kẹp hàn, hoặc là các bác hay còn hay gọi là cái tay hàn đấy. Đấy, cái tay để các bác kẹp để các bác hàn xì đấy. Anh em thợ hàn xì thứ dần dùng rất ok luôn. Đấy, kim keo hàn nhá, em báo giá luôn 100.000. Hàng này cũng của Gabushi nhá. Đấy, Gabushi. Đây, hàng rất xịn sò ok luôn, mới keng nguyên hộp nhá. Đấy, mới keng nguyên hộp. Quả này các bác mua về rồi dùng rất là yên tâm. Đấy. Đây, nó có đầy đủ phụ kiện thứ bên trong luôn. Một con kìm này, đấy, đầy đủ các phụ kiện đấu nối lắp này. Ốc yếc đầy đủ luôn. Còn đây là cái phần tay kẹp nhá. Đấy, cái phần kìm này của nó kẹp vào nó rất là chắc luôn các bạn. Đấy, đây cái phần kìm kẹp vào rất là chắc luôn. Đấy, các bác kẹp que hàn cái đồ thứ đây, cái tiếp điểm của nó bằng đồng nhá, nên là khi mà các bác hàn cái tiếp điểm nó đánh lửa tiếp xúc rất là tốt. Đấy, nó không lo nó bị mô ve thứ nhá. Đấy, toàn bộ phần này thì thiết kế bằng nhựa chống cháy. Đấy, nên các bác dùng rất là tâm. Tay cầm thì được bọc cao su chống trơn trượt. Đấy, rồi là chống giật rất ok luôn. Đó, rất ok. Con này kẹp chắc lắm các bạn, kẹp chắc cực kỳ luôn. Đấy, kẹp chắc dã man luôn này. Đó. 100.000 một cây thôi. Đấy, đi về các bác luôn. Các bác tháo ra đấu dây các thứ vào cho em là ok. Đấy, luôn tháo dây vào, tháo ra đấu dây vào là ok thôi. Đó. Giá mà em đang gửi bác đầy đủ cả những cái phụ kiện nhỏ nhỏ bên trong này là một bộ như này là 100.000 một cái nhá, 100.000 một cái. Con này cái thông số của nó là từ 600A cho đến 800A nhá. Đấy, theo hàng xuất công bố thì đây. Từ 600A cho đến 800A. Đó thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái kìm kẹp hàn. Đấy, kìm kẹp hàn. Đang gửi bác một cái tay kìm kẹp hàn nha. Đấy, với giá sẽ là 100k các bác nhá. 100k một cái kìm kẹp hàn nhá, 100k một cái. Hôm nay thì hầu như toàn những cái mã hàng về cho anh em thợ thuyền thôi các bác. Đấy, tiếp tục thì lên luôn cho bác, đó là cái con máy hàn nhiệt ống, máy hàn ống nhiệt nhá, máy hàn ống nhiệt. Đấy, chuyên dùng cho các bác đi làm công trình. Đấy, rồi là anh em thợ thuyền. Đấy, sử dụng con này rất ok, hàng của Gabushi. Đấy, các bác lắp đặt đường ống nước các thứ này. Đấy, ống nhiệt, ống nước nhá, các bác dùng để các bác hàn. Đấy, hàn ống nhiệt, hàn ống nước nhá, rất ok luôn. Con này thì đầy đủ full combo cả bộ luôn là 430.000 một bộ nhá. Kích cỡ ống của nó khi mà các bác xài được thì ống nhỏ nhất của nó sẽ là ống 20 và ống lớn nhất của nó sẽ ống 63. Đấy, từ 20 cho đến 63 nhá. Đấy, nói chung là cái giá này thì nó rất là phổ thông rồi. Cho các bác sử dụng điện gia đình này, rồi là điện công trình to đứa rồi ok luôn. Đây, một bộ của nó như này. Nguyên hộp như này luôn. Đấy, đựng trong một chiếc hộp nhôm rất chắc chắn nhá. Đấy, hàng của Gabushi, dập trong dập ngoài luôn. 20 đến 63 này. Đấy. À, nói qua phần thông số công suất này, con này thì công suất của nó là 1000W nhá. Sử dụng cho em là điện 220, cái nhiệt độ tối đa của nó đạt đỉnh điểm được là 300 độ C và nóng cực kỳ nhanh luôn. Đấy, các bác hàn rất là nhanh. Đấy, nóng nhanh, hàn nhanh, dùng ok lắm. Đấy. Hàng này thì bên em sẽ có bảo hành luôn nhá. Các bác về dùng có vấn đề gì bên em sẽ có bảo hành cho bác luôn, nên các bác yên tâm nhá. Hàng hãng nên có yên tâm rồi. Đấy, đầy đủ một cái bộ này của nó luôn này. Đó. Một cái này là cái phần giá đỡ này. Đấy, một cái giá đỡ này. Đây là con máy chính nhá, đây là con máy chính này. Đấy, một con máy chính rất ok. Đây, đây có những cái phần lỗ để các bác cài những cái phần khuôn hàn này vào này. Đấy, cài những khuôn hàn vào đây, máy đây nhá, máy đây có cả đèn báo luôn nhá. Đấy, đèn báo xanh, đèn báo đỏ, xanh thì là dừng, còn đỏ thì là đang chạy, đang làm nóng nhá. Phần dây nguồn này, đấy, dây nguồn đó. Đấy, thì về các bác xài, các bác cài đây này. Đấy, các bác cài đây để các bác làm cái giá đỡ này. Đấy, cái này nó là cái giá đỡ nhá. Rồi làm bên trong thì là những cái phụ kiện ốc để các bác lắp những cái con trụ hàn này vào này. Đấy, ốc các bác lắp những con trụ hàn này vào. Đấy, và đây thì nó sẽ có những cái trụ hàn. Đây em sẽ quay cho bác từng cái trụ hàn một này. Con nhỏ nhất của nó là trụ 20 này. Đấy, nhỏ nhất của nó là trụ 20 nhá. Đấy, tiếp theo để đến cái con vừa vừa của nó sẽ là trụ 25 này. Đấy, trụ 25.
Nói chung là cái giải của nó nhiều lắm. Giải này tiếp theo là 32 này. Đấy, 32. Các bác xài bộ này thì dùng gia đình này, anh em thợ thuyền công trình to công trình nhỏ là xài được hết luôn. Đấy, tiếp theo thì là 40 này, đấy, 40. Rồi là có 50 này, đấy. 50 và lớn nhất nó sẽ là 63 nhá. Đấy, nó giải là từ 20, 25, 32, 40, 50, 63. Đấy thì nó sẽ gồm có những cái bộ để các bác nối ống như này. Rồi là ốc vít các thứ, ốc đồ đầy đủ, một thân máy, một cái giá đỡ đi kèm và mới như hộp như này luôn. Giá của nó thì full combo một cái bộ như này thì sẽ là 430.000 nhá. 430.000 một bộ máy hàn nhiệt ống nước nhá. Đấy, máy hàn ống máy hàn nhiệt ống nước. Đấy, cho các bác chuyên hàn cho ống nước rất ok luôn. Đây, thông số đây. 1000W này, sử dụng 220. Đấy, nhiệt độ từ 0 đến 300 độ C nhá. Đấy. Hàn xài được ống từ ống 20 cho đến ống lớn nhất là ống 63, rất ok luôn. Hàng của hãng đàng hoàng nhá, hàng chuẩn chính hãng của Kabushi, rất xịn sò, ok. Có bảo hành bác luôn, yên tâm nhá. 430.000 một bộ này, máy hàn nhiệt ống nước. Rồi cái sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác cái hàng đó là cái bộ Taro Gen Trong. Đấy, lâu lắm em không lại bán cái bộ này thì hôm nay bên em tiếp tục hàng về này. Bộ Taro Gen Trong nhá, em báo giá luôn, một bộ này với giá sẽ là 100.000. Đấy, khi mà các bác mua một bộ này thì sẽ hàng mới nghìn hộp nha. Đấy, hàng mới nghìn hộp luôn. Bộ này thì nó sẽ gồm có bác là tổng là đi 5 mũi nhá, tổng là 5 mũi này. Đấy, 2 bộ a 6 mũi nhá, 6 mũi. Đấy, 6 mũi các bác nhá. 6 mũi 6 mũi với lại 6 kích cỡ khác nhau, từ to đến nhỏ này. Đấy, từ to đến nhỏ nhá. Nó sẽ có là mũi mũi M3 này, M4 này, M5 này, M6, M8, M10 nhá. Đấy, với 6 kích cỡ khác nhau, từ M3 cho đến M10. Đấy, thì con này thì chuyên để các bác dùng để các bác khoan tạo taro ren trong. Đấy, tạo taro ren trong. Đấy, dòng thép gió nhá, phủ một lớp titan, khoan cực kỳ ngọt luôn, tạo taro ren rất nét luôn. Đấy, rất ok. Đấy, chuyên dùng các bác taro ren trong nhá. Nói chung là cái kích cỡ từ 3 cho đến 10 này thì toàn những kích cỡ phổ thông. Đấy, cho anh em thợ thuyền rồi các bác dùng gia đình rất là phổ thông luôn. Đấy, bộ này thì cũng chỉ có 100.000 thôi, giá rất hạt rẻ. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ Taro Gen Trong nhá, 100.000 một cái bộ này. Một bộ là 6 mũi nhá, kích cỡ là từ 3 cho đến 10, 3 4 5 6 8 10 nhá. Đấy, 100.000 một bộ nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác một cái mã hàng cũng rất là hay và cũng rất nhiều bác hỏi em cái mã hàng này, đó là cái dụng cụ tháo mở vòi nước gãy nhá. Đấy, nhà các bác là hay bị cái tình trạng là vòi nước nó bị gãy. Đấy, thì các bác mỗi khi mà các bác muốn lấy cái lõi bên trong ra mà nếu mà không có dụng cụ bình thường các bác không thể tháo được, buộc chắc chắn là các bác phải gọi thợ. Đấy, gọi thợ thì tốn kém rất là nhiều chi phí. Thì đây bên em về được cái mã này rất hay, đó là cái dụng cụ tháo mở vòi nước bị gãy. Đấy, với giá thì rất hạt rẻ luôn, chỉ có 30.000 thôi. Các bác bỏ ra cho em là 30.000 sở hữu cho em một cái bộ nha. Đấy, nó sẽ gồm có là một cái đầu đầu nha. Đấy, nó sẽ có hai đầu gen, một đầu gen 21 và một đầu gen sẽ là đầu gen 27 nhá, và một cái tay công. Đấy, thì cái này thì về rất là dễ xài thôi. Đây, em sẽ mở cho bác coi này. Đấy, rất dễ xài thôi. Đấy, thì về thì các bác cứ xoáy trực tiếp cái này vào trong cái đường ống, ví dụ đống như bác ống 21 hoặc là ống 27 thì các bác xem cái ống nào vừa thì các bác cho vào, sau đó các bác vặn. Đấy, thì con này nó thiết kế theo dạng là gen ngược nhá, khi mà các bác xoáy vào thì nó sẽ càng siết vào thì nó lại càng xoáy cái kia ra. Đấy, nên rất là hay, nó thiết kế dạng gen ngược mà. Đấy, thì về các bác xỏ vào đây này, các bác xỏ nhầm vào đây. Đấy, xỏ vào đây, sau đó là các bác cứ này các bác công ra thôi, cứ này các bác công ra. Đấy, cứ thế các bác công ra, rất tiện dụng luôn đó. Chỉ có 30.000 thôi nhá, chỉ có 30.000 thôi. Nó bằng thép thép đặc 100% luôn, thép đặc 100%, rất ok. Đấy, một bộ này là 30.000 bộ nhá. Một đầu gen nhỏ này là đầu 21 này, và đầu to này sẽ là đầu 27 nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em sẽ là cái dụng cụ nhá, dụng cụ tháo mở vòi nước gãy nhá, dụng cụ tháo mở vòi nước gãy 30.000 nhá, 30.000. Đấy. Cứ không thì các bác cứ lên mã thì em sẽ là cái bộ mở vòi nước gãy được. Đấy, mở vòi nước gãy nhá, một bộ này là 30.000. Đấy, nhà các bác nào mà đang có cái vòi nước gãy thứ rồi, các bác nói chung là các bác mua về mình nếu mà không có mình mua về dự phòng được, đôi khi rất là cần những cái dụng cụ này, giá là bình dân, mình mua về mình dự phòng cũng được, rất ok luôn. 30k một bộ. Rồi tiếp theo thì hiện tại em đang gửi bác đó là cái mã đá mài này, đá mài dao nhá, hàng của thương hiệu Katashiwa Made in Japan. Hiện tại em đang có hai mã đá, là một mã là đi 5.000 10.000 nhá, 5.000 10.000, và một mã đá là 8.000 3.000. Đấy, thì cái này thì thông số của nó càng cao thì cái phần độ mịn này nó càng cao nhá. Đấy, thì các bác tùy nhu cầu. Đấy, các bác muốn độ mịn nó thấp thì các bác mua cho em cái mã 3.000 8.000 này này, còn các bác muốn mà cái độ mịn nó cao thì các bác mua cho em cái mã là 5.000 10.000 nhá. Đấy, toàn bộ hàng thì của Made in Japan, thương hiệu là Katashiwa nhá, Katashiwa. Đấy,
Con này thì sẽ có hai mặt nhé, hai mặt thì các bác ví dụ một mặt là các bác mài dùng để mài phá và một mặt là các bác dùng để mài sắc, mài lấy lưỡi nhá, thì các bác dùng hai mặt được chưa? Và đi kèm thì sẽ có cho bác là một cái giòn cao su, một cái giòn cao su nha. Đấy, các bác cho vào cái phần đáy của nó này. Đấy, và các bác để ví dụ để trên phần mặt kính, mặt đá hoa vô tư cho em thoải mái luôn. Không là lo nó bị trơn trượt nhá. Cái phần mặt cái phần giòn cao su này nó bám dính rất tốt luôn, cái độ bám dính rất là cao. Đấy, các bác để phần mặt kính, mặt đá hoa không lo nó trơn trượt nhá. Các cụ bảo là đòn sắc không bằng chắc kê. Đấy, các bác làm gì làm mình cứ phải chắc chắn trước đã, sau đó các bác làm công việc các thứ nó suôn sẻ được. Mài con dao thứ là các bác mài nó không bị xô dịch đá, mài nó mới mượt, nó mới ngon được, nó mới sắc được nhá. Đó. À, bên em sẽ chia thành hai loại nhá. Cái mã đá là mã đá 5.000 10.000 này thì sẽ là mã đá A nhá. Đá A. Đấy, đá A này. Đá A thì tại vì em đang gửi bác giá sẽ là đi 90.000 nhá. 90k một viên này thôi, chỉ có 90.000. Mã đá mài A. À, 90.000 một viên. Còn nếu mà các bác muốn mua cái con 3.000 8.000 nha. 3.000 8.000 thì sẽ mã đá sẽ là đá B nhá. Đá B. À, mã đá B này thì tại vì em đang có giá là đi 80.000. Đấy, nó chênh nhau 10.000 một viên. Mã đá B là 80.000 nhá, 80.000 3.000 có nhá. Độ mịn sẽ là 80.000 3.000. À, đá B sẽ là 80.000 một viên, còn mã đá A thì sẽ là 90.000 một viên nhá, 90.000 một viên. Thì toàn bộ thì sẽ có đều tặng kèm thêm bác là cái giòn cao su như này. Đấy, cái giòn để cao su để các bác kê nó không bị trơn trượt nhá. Đó, em báo giá lần nữa này. Đá A thì đang có giá là 90.000 và đá B đang có giá là 80.000 nhá. Đấy, đá A thì là 5.000 10.000, đá B là 3.000 8.000 nhá. Hàng của thương hiệu Katashiwa Made in Japan. Tiếp theo thì cũng là một cái món đồ nhà bếp này. Đấy, em còn mấy cái chảo này em cũng lên thanh lý xả kho bán này bác luôn. Dòng chảo cực kỳ đẹp luôn. Đấy, chảo rất đẹp và chất lượng nhá. Toàn bộ thì đều phủ một cái lớp chống dính. Con này thì đường kính nó nhỏ nhỏ một chút thôi. Đường kính của nó rơi vào là đi nó rơi vào là 18 cm nhá, 18 cm. Đấy, 18 cm. Chảo này hôm nay em cũng xả kho, em còn ít em xả kho, còn mấy cái em xả kho nốt luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái con chảo 18 cm nhá. Chảo 18 cm này. Chảo 18 cm này thì bữa trước đang bán cho bác là 60.000. Hôm nay em về bác mức giá rất dễ mua luôn. 30.000 một cái nhá. 30.000 một cái chảo 18 cm này, chỉ có 30.000 thôi. Giá nó quá bình dân luôn. Các bác mua đâu một con chảo này. Hàng này bên em hàng ôm lô, hàng thanh lý nên cái giá nó tốt rồi thôi. Đấy. Có phần tay cầm đầy đủ luôn. Bên trong bên ngoài đều chám một lớp chống dính nhá, chống trượt trượt. Các bác mua về ví dụ như là mình có dán quả trứng rồi là nấu những cái món nhỏ nhỏ vào đây cũng rất là tiện dụng luôn. Đấy, khá là sâu nhá, khá là sâu. Để về các bác dán nấu cho thoải mái luôn. Đang giảm giá xả kho có 30.000 thôi. Lên mã duy em sẽ là cái chảo đường kính là 18 cm nhá. Đấy, chảo đường kính là 18 cm với giá sẽ là 30k một cái chảo nha, 30k một cái. Sau đó tí sau thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái mã đó là cái kệ hai dâu. Lên mã em sẽ là cái kệ hai dâu. Cái này thì giá bình dân thôi, chỉ có 10.000 một cái nhá, 10.000 một cái. Đấy, mua bác mua này bên em mua vừa tặng được cái sản phẩm ấy, giá rất là hạt rẻ rồi. Lên mã em sẽ là cái kệ hai dâu nhá. Đấy, kệ hai dâu về các bác dùng để đựng điện thoại, đựng điều khiển tivi rất tiện dụng luôn. 10k một cái nhá, 10k một cái. Thì đây cái này về rất là dễ xài đó. Đây em bóc ra một cái này. Đấy, về các bác rất là dễ xài luôn nhá. Về các bác ví dụ giá chỗ nào vị trí các bác muốn sử dụng, các bác lấy theo cái miếng ra này, dán vào đây. Con này cái bằng dính, miếng bằng dính mặt các bác dán lên tường. Đấy, thì cái khe này các bác dùng để mình để điện thoại ở đây này. Đấy, để điện thoại ở đây rồi ví dụ cái phần móc này, ví dụ các bác có chìa khóa đồ các bác móc, các bác đeo vào rất tiện dụng luôn. Đấy, ngoài ra nếu các bác không thích dán thì mình có thể là ghim cái đinh vào đây nhá, ở đây trong hai cái lỗ đinh như này. Đấy, để các bác ghim đinh vào. Đấy, ghim đinh sẽ chắc chắn hơn ở đây. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, khi mà các bác dán lên nhá. Đấy, ví dụ mình có thể dùng để sạc điện thoại này, cũng rất tiện dụng này. Rồi các bác đeo móc chìa khóa các thứ này cũng rất là hay luôn. Đấy, để phần đầu giường, cửa lối ra vào, đấy những cái chỗ vị trí đắc địa. Đấy, mình đôi khi là mình bất tiện mình không có cái đồ để. Đấy, các bác lấy cái này, các bác cho vào cũng rất hay. Đó, tiện dụng cực kỳ luôn nhá, rất hay nhá. Đó. 10.000 một cái nhá, 10k, 10k, 10k một cái kệ hai dâu nhá. Đấy, 10k một cái. Về các bác để vào là xài là ok luôn. Đấy, móc chìa khóa để điện thoại đây. Ở đây có phần khe này, các bác để điện thoại ở đây là các bác vẫn có thể là cắm được sạc luôn nhá, cắm được sạc luôn. Lên mã em sẽ là cái kệ hai dâu, đang gửi bác là 10k một cái kệ hai dâu nhỉ nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ vòi xịt vệ sinh. Đấy, bộ vòi xịt vệ sinh inox 304. Bộ này thì về các bác xài thì quá ok rồi. Đấy. Cái này thì em bán khá là nhiều. Đấy, các bác mua về thay những con vòi nhựa, vòi truyền thống đi. Đấy, con này thì dùng cực kỳ thích luôn. Đây một cái bộ vòi xịt vệ sinh sẽ gồm có kèm bác là một cái sợi dây đi kèm này. Dây này thì dây chống gập, dây chống gập chống rối nhá. Đấy, dây cũng là dây inox luôn.
Tiếp theo là một cái tay xịt này. Đấy, tay xịt inox 304 nhá, Su 304. Đấy. Hàng này thì hàng của thương hiệu Osaka Japan. Đấy, Osaka Japan. Cái phần bóp này nó rất là nhẹ. Đấy, bóp rất là nhẹ, bóp rất là thích luôn. Cái lượng nước ra phụt nó ra rất là đều, rất là mạnh nhá. Và bên trong này thì sẽ gồm có các bác là một cái giá đỡ đi kèm luôn này. Đấy, về các bác gắn vào tường và có đi kèm thêm cho bác là cả ốc vít luôn. Rất chu đáo và cẩn thận nhá. Có đi kèm bác là cả ốc vít thì về các bác kết nối lắp vào nguồn nước. Lắp treo cái giá đỡ lên và các bác cài ngay lên, lúc nào dùng thì các bác dùng xong là các bác cài lên, rất là gọn gàng, ok nhá. Đấy, full combo một cái bộ nhá. Một cái bộ vòi xịt inox 304 nhá, từ inox, từ ốc cho đến đầy đủ dây vòi thứ toàn bộ bằng inox luôn nhá, nên các bác dùng rất là bền. Đấy, đặc biệt là các bác dùng trong môi trường nhà vệ sinh, nhà tắm nữa là nó rất là ướt át, ở mướt thì các bác dùng cho em inox này rất là bền. Đấy. 100.000 bộ thôi nhá, 100.000 bộ thôi. Đợt này cũng đang được giảm giá xả kho đấy. Lên mã em sẽ cái bộ vòi xịt vệ sinh. Đang gửi bác là một bộ này là 100k nhá. Một bộ là 100k là chọn bộ luôn. Là về là các bác chỉ việc là lắp vào các bác xài thôi, không cần phải mua thêm gì cả nhá. Vì ở đây nó có cả kèm cả ốc vít rồi. Đấy, kèm cả ốc vít rồi, là kèm cả là dây dẫn xịt, giá đỡ, tay xịt các thứ đầy đủ luôn. Là 100 chọn bộ, như một bộ này là 100.000. Hàng của Osaka Japan. Đấy, Osaka Japan. Chọn bộ là 100.000 một bộ nhá. Đấy, lên mã em sẽ là cái bộ vòi xịt 100k một bộ nhá. Đó, giá rất hạt rẻ bình dân. Tiếp theo thì em ở đây em còn hai cái bộ đèn bông lúa, hôm nay em cũng lên mã xả kho nốt luôn. Đấy, bữa trước một cái hai bộ này thì bên em đang bán là đang bán lẻ bác là 200.000 bộ. Hôm nay em còn hai bộ em bán nốt bác luôn. Giảm luôn đấy bác, giá từ đèn bông lúa này, lên mã em sẽ là đèn bông lúa nhá, đèn bông lúa. Em đang bán lẻ một bó này thì bữa trước đang bán là 200, hôm nay em về đây bác mức giá rất hạt rẻ luôn, 130.000 một bó nha, 130.000 một cái bộ đèn bông lúa nhá. Đấy. Một cái bộ đèn bông lúa này sẽ gồm có bác là đi 10 cành, 2 4 6 8 10, 10 cành nhá, 10 cành. Thì con này đây nó có cả những cái dây dẫn nguồn các thứ đầy đủ. Về các bác cứ cắm trực tiếp cái nguồn này vào cái nguồn 220 là các bác xài thôi, đây em cắm test bác coi này. Đấy, cắm test bác coi nhá. Đây, để em cắm test bác coi. Con này thì cắm vào rất là đẹp luôn, lên nó rất là lung linh nhá. Các bác cắm sử dụng vào ví dụ như là phòng thờ, phòng thiếc các thứ là các bác cắm vào này. Đấy, cắm vào rất là sáng luôn này. Đây. Các bác nhìn này. Rất ok luôn nhá. Đó, đây. Có bác coi này. Đấy. Rất đẹp luôn nhá. Đó, nó rất là sáng luôn, nó sáng từ đầu cho tới từ gốc lên đến ngọn luôn. Rất nhiều đèn rất là sáng. Các bác sử dụng cắm lên bàn thờ, cắm vào bàn thần tài, bàn ông công táo thứ rồi. Đấy, các bác cắm vào rất đẹp luôn. Đây, nó là dạng hình bông lúa này. Lúc nào cũng gọi là vàng ươm như lúa rồi là các thứ luôn, rất ok. Đấy, may mắn cho gia chủ thứ rồi nhá. Đấy, đây là cái cục chuyển nguồn của nó này. Đấy. Ở đây nó có cái phần đầu nhọn, các bác cắm vào trong bình, cắm vào lên trên bàn thờ rất là đẹp luôn. Đấy, một bó như này là 10 cành. Bên em đang bán cả bó luôn, một bó này là 100.000, 130.000 nhá. Lên mã như em sẽ là cái bộ đèn bông lúa 130.000 một bộ nhá. 130.000 một bộ. Một bộ là 10 cành, em còn có mấy bộ em bán nhanh xả kho nốt luôn. Các mặt hàng đó là cái ổ điện U1 này, ổ điện U1 nhá. Ổ này thì giá bình dân thôi, 50.000 một cái ổ này, rất là hay. Đấy, các bác mua về sử dụng mình vừa có đây. Ở đây em sẽ giới thiệu chi tiết luôn này, nó sẽ có những cái ổ cắm để các bác cắm điện trực tiếp 220 này. Đấy. Rồi là một cái bóng đèn ngủ này và có kèm luôn các bác là hai cái cổng USB. Ví dụ là các bác có thể là cắm đầu giường. Mình vừa làm một cái ổ cắm để các bác cắm thiết bị điện này, có hai cái cổng để các bác ví dụ là cắm sạc điện thoại này. Rồi là có một cái đèn ngủ để các bác làm cái đèn ngủ luôn, rất hay. Đấy, cấp trực tiếp vào nguồn 220 cho em là các bác xài nha, đây. Cắm cho bác coi thử này. Đấy, các bác cắm trực tiếp điện 220. Đó, các bác bật là nó sẽ lên cái đèn nha. Đó, một cái ánh sáng nó vừa đủ để các bác làm một cái đèn ngủ rất là hợp lý luôn. Đấy, đây là cái công tắc này. Công tắc này là cái công tắc nguồn của cái ấy này các bác nhá, cái công tắc nguồn của cái bảng này, đấy, của cái bảng mạch này, rất là hay luôn. Đó, có cả cái công tắc nguồn luôn, lúc nào mà các bác ở đây nó có cả công tắc riêng luôn, lúc nào mà các bác dùng đèn ngủ các bác có bật lên, không dùng thì mình có thể tắt đi. Và đây là cái công tắc nguồn của cái bảng mạch này. Đấy, nếu mà các bác dùng thì các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi. Nhiều khi ví dụ là trẻ con thì biết rồi, nó có cái công tắc này rất an toàn luôn. Và đây là hai cái cổng USB nhá. Thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ này sẽ là cái ổ điện U1 nhá. Ổ mã sẽ là ổ điện U1. Ổ điện U1 này thì hiện tại bên em đang gửi bác giá rất là bình dân, chỉ có 50.000 thôi, 50k nhá. Mã sẽ là mã ổ điện U1 nhá. Đấy, mã ổ điện U1 là 50k, nó còn có kèm cả cái bóng đèn ngủ rất tiện dụng luôn. 50k một cái ổ điện U1 nha. Ngoài ra thì đây,
Bên em có bán kèm thêm cho bác đó là cái dây sạc cam 3 đầu. Đấy thì về các bác có thể cắm vô đây này. Đấy để các bác sử dụng các bác sạc cho điện thoại này. Đấy, cái dây sạc này rất hay. Đó. Toàn bộ thiết kế phần vỏ ngoài là được bọc silicon chống gập chống gãy nhá. Các bác cứ vò gập cho em thoải mái, không lo nó bị gãy đâu. Siêu bền luôn, riêng cái dòng này thì siêu bền. Đấy các bác nhìn cái phần bo này, nó bo kim loại luôn nhá, rất chắc chắn luôn. Đấy, kể cả phần đầu nó này. Đó. Về các bác có cổng USB các bác cắm trực tiếp cái cổng USB là các bác xài. Con này nó còn có cả đèn báo luôn nhá. Đây có cả đèn báo luôn này. Đấy. Cái này thì các bác sạc thì con này sạc thì các bác sạc đa năng hầu như tất cả các loại máy hiện tại bây giờ. Đấy, cho chân Samsung chân iPhone này, đấy chân iPhone, rồi là chân Samsung đời cũ này. Đấy, rồi là chân Samsung đời mới, chân Type C nhá. Chân này là chân micro USB này và chân này là chân Lightning này. Đấy, cắm iPhone này, cắm Samsung, cắm Oppo, cắm Lenovo rồi là tất cả các loại máy trên thị trường bây giờ luôn. Đấy, rất tiện dụng. Cái dây sạc này hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 40.000 một dây nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái dây sạc cam 3 đầu. Đấy, dây sạc cam 3 đầu này. Sạc cam 3 đầu. Đó. Đang gửi bác một cái dây sạc cam 3 đầu này với giá sẽ là 40.000. Đấy, 40.000 một cái dây sạc cam 3 đầu nha. Đấy. 40.000 một dây. Còn cái ổ điện U1 này thì đang bán là 50.000. Đó, về các bác sử dụng rất tiện dụng luôn. Dòng này các bác yên tâm là dùng cực kỳ nhiều đồng cua đá luôn. Dây nó rất là chắc chắn. Đấy, cái này thì em bán siêu nhiều rồi. Đấy, năm vừa qua mới bán chắc về đến vài trăm nghìn cái dây luôn, dã man luôn các bác nhá. Cái sản phẩm kiềng chắn gió bếp ga thì bên em tiếp tục hàng về này. Đấy. Cái này thì cũng giá bình dân thôi, 30.000 cho một cái chiếc kiềng chắn gió bếp ga này. Lên mã cho em sẽ là cái kiềng chắn gió nhá. Kiềng chắn gió bếp ga 30k nhá, 30k cho một cái chiếc kiềng chắn gió bếp ga này. Cái con này công dụng của nó rất hay. Về thì các bác cứ chụp trực tiếp vào trong cái bếp ga nhà mình. Đấy. Và cái con này là nó khi mà các bác chụp vào thì ví dụ như là nhà các bác có quạt gió rồi thì nó không bị thổi, nó không bị lùa ga ra các hướng, nó không bị tỏa ga ra. Và khi mà các bác chụp vào thì các bác để nồi đây thì nó sẽ áp sát vào cái phần mặt của cái bếp ga. Đấy thì cái phần nhiệt nó sẽ hấp thụ là trọn vẹn luôn, nó không bị lòe ra ngoài nhá, không bị lòe ra ngoài thì các bác đun thứ nhất là vừa đỡ tốn ga này, vừa nhanh này. Đấy, vừa đun vừa đỡ tốn ga vừa nhanh. Đấy rồi là rất là sạch sẽ, ok luôn. Đấy cái phần muội miếc các thứ là toàn bộ là khi mà nó không có cái phần giao thoa giữa phần đáy so với phần lửa là nó ít thì cái phần muội thứ là nó sẽ giảm đi nhá, giảm đi rất là nhiều luôn. Đó. Công dụng rất là tốt luôn. Nói chung là các bác nên mua cái sản phẩm này. Về các bác sử dụng lắp vào bếp ga này mình các bác xài. 30.000 một cái nhá, 30.000 một cái. Đó, rất ok luôn. Đây cái phần chân kiềng này thiết kế dạng răng cưa này. Đấy, thiết kế cái dạng răng cưa. Đây là các bác sử dụng các bác xài rất ok luôn. 30k một cái nhá. Lên mã cho em sẽ là cái kiềng chắn gió bếp ga nhá. Kiềng chắn gió bếp ga 30k một cái nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ rổ hai lớp nhá. Đấy bộ rổ hai lớp. Bộ rổ hai lớp hàng của Việt Nhật nhá. Một cái bộ rổ hai lớp này thì sẽ gồm có cho bác là 6 cái mã này, 6 sản phẩm này thì sẽ gồm có là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Tổng thì sẽ gồm có 6 sản phẩm thì đây, em sẽ mở cho bác coi. Các bác có thể dùng là đi theo bộ và các bác có thể dùng lẻ. Đấy bình thường ví dụ các bác hay rửa rau rửa cỏ ra, các bác bỏ ra thì ví dụ nó hay dốc nước thì các bác dùng làm gì? Đấy, các bác sẽ lấy cho em cái chậu đi kèm này, các bác đút nó vào. Đó thì cái phần nước thừa nó sẽ dốc hết xuống phần dưới này. Đấy để các bác sử dụng nhá. Đó thì cái phần nước nó sẽ không bị văng vãi linh tinh nhá, rất sạch sẽ luôn. Còn nếu mà các bác muốn tách ra thì các bác sẽ tách ra thì sẽ thành được là một chiếc chậu và một chiếc rổ này. Đấy thì một sẽ thành ra hai luôn. Còn nếu các bác muốn chung thì các bác cho vào nhau thì sẽ chung thành một bộ. Còn nếu các bác không thì các bác tách ra thì sẽ thành được một chiếc chậu này, một chiếc rổ này. Đấy thì đây nó sẽ gồm có cho bác là 6 sản phẩm luôn. Đấy 6 sản phẩm này. Đây này một này, bộ 1 này. Đấy 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 nha. Đấy. Hàng này thì hàng của Việt Nhật nhá. Đấy bộ rổ hai lớp vuông nhá. Đấy kích thước nó có đầy đủ hết luôn. Hàng Việt Nhật thì các bác yên tâm về chất lượng rồi. Đấy con này thì nó là thành phần nhựa PP. Nhựa PP thì siêu bền và siêu yên tâm cho sức khỏe và người sử dụng nhá, rất ok luôn. Đấy, lên mã cho em sẽ cái bộ rổ vuông. Đấy bộ rổ vuông 6 món hai lớp nha. Đấy bộ rổ vuông hai lớp. Đấy bộ rổ hai lớp nhá. Cứ lên mã cho em sẽ cái bộ rổ hai lớp 6 món nha. Giá thì đang rất là hạt rẻ luôn. Đấy hôm nay em sẽ giảm luôn cái mã này luôn nhá. Bữa trước đang bán bác là 100k. Đấy 100k hôm nay em giảm luôn bác, giá chỉ còn có là đi 80.000 thôi. 80.000. Đấy các bác sở hữu cho em một cái bộ rổ đẹp như này, chất lượng như này và nhiều món nha. Đấy một bộ rổ hai lớp vuông
6 món luôn nhá các bác nhá, 6 món luôn, vừa có rổ vừa có chậu để về các bác xài luôn. Đấy, mà hàng của Việt Nhật luôn nhá, hàng Việt Nhật luôn. 80.000 một bộ luôn nhá, giày rất chắc chắn, cực kỳ đẹp luôn. Đó, 80.000 một bộ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lên mã thì em sẽ là cái bộ chổi hot rác này. Đấy, bộ chổi kèm với cả hot rác luôn nhá. Đấy, chổi kèm hot rác, cái này bộ này em bán cũng rất là nhiều mà dùng rất là tiện luôn. Bộ này thì hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 200.000. Hôm nay em về bác mức giá rất dễ mua luôn. 160.000 một bộ nhá, 160.000 một bộ này, bộ chổi kèm với hot rác nhá, 160.000 một bộ đây. Mà lắp cho bác một bộ này. Đấy thì một bộ sản phẩm mình về các bác khi mà bên em gửi đi nó sẽ tháo rời ra. Đấy thì về các bác sử dụng thì các bác sẽ lắp đặt nó vào, sau đó các bác xài luôn. Đây, nó có cái phần đầu chổi này, đầu chổi dạng đầu cước nhá, các bác quét ở tất cả các mọi địa hình luôn. Đấy, đây dạng đầu cước, các bác quét ở môi trường, ví dụ môi trường ở bướt, môi trường nước nôi thoải mái, môi trường khô ráo thoải mái luôn nhá. Và cái phần hai của nó đây, nó dạng cước này. Đấy thì cái phần bụi bẩn các thứ nó không bị bết về đây nhá, các bác sử dụng rất là sạch. Mà mình ví dụ mỗi lần mình dùng xong mà ví dụ bẩn quá thì mình có thể mang đi ra nước nôi các bác thứ giặt rũ cho em thoải mái luôn. Đó, đây là cái phần gầu hót rác này. Đấy, phần gầu hót rác nhá. Đấy thì về các bác sử dụng và các bác mở cho em này lên. Đấy, sau đó các bác lắp đặt nó vào. Gửi kèm bác thì sẽ gồm có những cái thanh nối thứ nhá. Đấy, thanh nối này về các bác nối nó vào với nhau nhá. Đấy, thanh nối bằng inox luôn, rất chắc chắn. Đó, về các bác nối cho em vào với nhau. Đó, đây cả cái phần này thế này. Đó, các bác nối với nhau, sau đó một cái thì các bác nối vào với lại cái phần chổi, đầu chổi, còn một cái thì các bác nối vào với lại cái phần hot rác, có thế là xong, rất là dễ dàng lắp đặt và rất là dễ dàng sử dụng luôn. Đấy, cái phần còn lại đây, cái thanh còn lại đây, các bác nối luôn vào đây cho em. Đó, các bác nối đây cho em nhé. Đó, các bác nối đây. Đó, thì các bác nối vào nó sẽ như này. Đây, khi mà các bác sử dụng, các bác lắp vào nó sẽ như này. Sẽ gồm có là một chiếc hot jack đi kèm cho bác là một chiếc chổi này. Cái này rất hay. Thì bình thường là các bác dùng chổi các bác quét rồi, hot jack là các bác dùng thì các bác hot jack rồi. Đấy, thì các bác dùng những cái phương án cơ bản như thế, và ví dụ mình có dính tóc có thứ vào đây, các bác cho là các bác tuốt này. Đấy, cho là các bác tuốt xem. Đấy, và ví dụ dính bẩn thì các bác cho là các bác tuốt thì nó sẽ bẩn thứ là nó sẽ rơi xuống nhá, nó sẽ rơi xuống. Đấy, rơi vào trong cái gầu hết luôn. Và lúc nào mà xài xong thì các bác cho vào đây. Đấy, cho đây các bác ghép vào lại xem. Các bác cho về nhá, các bác ghép lại vào này. Đấy thì nó sẽ thành một bộ nha. Đó, thấy không? Ghép vào rồi các bác cứ cầm này, các bác xách mang đi mang lại rất tiện dụng luôn này. Đấy, các bác xách mang đi khắp nhà luôn. Các bác để ở đấy cũng được, hoặc các bác nếu mà nhiều khi là các bác cần thì đây có thể là các bác dùng chân của các bác dùng tay các bác gạt này chưa. Đấy, nó rất là gọn nhá. Đây thì gạt lên nó rất là gọn luôn. Đó, rất tiện dụng luôn nhá. Đây, đó thì nó sẽ thành một bộ này, các bác để nó đứng lên nha. Đấy, ví dụ để vào những cái phần khe cửa thứ giờ rất tiện dụng, lúc nào dùng các bác cầm, các bác xách tất này đi, đỡ phải đi tìm nhá. Nhiều khi các bác dọn xong, mình dọn xong rồi, chổi thì đang cầm tay để quét rồi, đến lúc dọn xong lại không thấy hot rác đâu, rất là bực mình. Đấy thì cái này thì nó sẽ đi kèm, là lúc nào cái chổi này với cái hot rác này là lúc nào là nó cũng sẽ đi kèm với nhau luôn. Nên là ví dụ như là mỗi lần các bác dọn xong là các bác cứ lấy này, các bác quét xong là mình muốn quét dọn là các bác lấy cái bộ này các bác quét xong, đấy là nó sẽ đi liền với nhau luôn, vừa chổi hot rác nó sẽ đi kèm với nhau luôn, rất tiện dụng nhá. Thì một cái bộ này hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 160.000 bộ. Đấy, và khi nào mà dùng xong thì mình có thể gặp lên nha. Đấy, gặp nha, thành một bộ rất ngon lành luôn. Đấy, nó liên kết với nhau rất hay. Đó, là 160.000 bộ này nhá, 160.000 một bộ chổi kèm với hot rác. Đó, các bác mua một bộ mà được hai luôn. Đấy, mua một bộ được hai luôn, vừa có cả chổi vừa có hot rác luôn, chỉ có 160.000 thôi. Tiếp theo, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái dòng chiếu điều hòa này. Rất nhiều bác hỏi cái mã chiếu điều hòa này thì bữa trước đang bán hết hàng ạ. Đấy thì đây, vì bữa trước đang bán nó là vào mùa đông ạ, nên đâm ra nó lại bị hết hàng. Thì đây đợt đấy nó về thêm cho bác nhá. Đấy, dòng chiếu điều hòa. Đấy, chiếu mây nhá, dạng sợi mây nằm cực kỳ mát luôn. Đấy, nằm rất là mát nhá và rất là sạch sẽ các bạn. Nằm rất là mát và rất là sạch sẽ nhá. Đó, đây toàn bộ đàn và sợi mây rất là tỉ mỉ này. Có phần bo khâu viền ngon lành luôn nhá. Đấy, bo khâu viền để không bị xòe ra. Đấy, đây có cả cái mặt là dưới hoa lá cành các thứ này. Rồi là cái phần góc này nó có những cái sợi chun này, để về các bác cạp vào cái phần góc giường rồi những cái phần chỗ đệm một thứ là nó không bị xô dịch cái chiếu nhá, xô dịch cái chiếu. Đó, đợt này thì giá nó bình dân thôi. Đấy, hiện tại bên em đã có hai mã nhá, hai mã chiếu điều hòa.
thì một mã là 1m6 và một mã là 1m8, và hiện tại em đang gửi bác giá thì rất là bình dân luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái chiếu điều hòa. Đấy, chiếu điều hòa, chiếu mây nhá, chiếu điều hòa, chiếu sợi mây nằm siêu mát luôn, và đặc biệt bắt đầu đang vào mùa nóng rồi. Đấy, các bác mua về thay những cái chiếu cũ đi. Đấy, nằm bắt đầu đang vào mùa nóng rồi, các bác nằm cho nó mát lưng, dễ ngủ nhá. Đó, chiếu điều hòa kích cỡ sẽ có là 1m6 x 2 nhá và 1m8 x 2. Và tại vì em đang bán đồng giá luôn, giá rất tốt và dễ mua, 160.000 cho một chiếc chiếu điều hòa nhá. Chỉ có 160.000 thôi, giá cực kỳ là bình dân luôn nhá. 160.000 một chiếc chiếu điều hòa. Kích cỡ sẽ là 1m6 x 2 và 1m8 x 2. Đấy, thì về các bác xem cái giường nhà mình xem kích cỡ nó bao nhiêu thì các bác cứ báo cho em nhá. Đấy, xem giường bao nhiêu kích cỡ các bác bao nhiêu thì cứ báo cho em. Đấy, lấy mã nào, lấy chiều dài như thế nào thì cứ báo cho em nhé, em sẽ nhặt cho bác mã đấy nhá. 1m6 và 1m8 bán đồng giá là 160.000 một chiếc chiếu điều hòa chiếu mây, nằm mát lắm, nằm mát mà nằm cực kỳ thích lắm, mà nằm nó bền. Cái này nhà em xài khoảng tầm 4 năm nay nằm rất bền luôn các nhá, nằm rất bền luôn, nằm bền lắm, nó không bị xô chiếu những cái dòng chiếu cói là các bác nằm nó hay bị xô, rồi là nằm nó cảm giác nó đau người vì nó hay bị lằn. Như con này này, cái dòng chiếu này nó rất là phẳng ạ. Đấy, nó rất là phẳng mà nằm rất là mát, nằm rất là êm nhá, nằm thích lắm, nói chung nằm thích cực kỳ luôn. Đó. 1m6 nha, 1m8 nha, bán đồng giá là 160.000 một cái nhá, 160.000 một cái chiếu điều hòa. Đấy, thì đã có chiếu rồi thì sẽ có luôn cho bác cả gối luôn nhá. Có cả gối luôn, thì bên em hiện tại đang phân phối cái dòng gối công thái học này. Gối nằm cực kỳ êm luôn. Đấy, dòng gối công thái học nhá, thiết kế dạng thông công thái học nằm rất êm. Đấy, đặc biệt cho bác nào mà hiện tại đang ngủ ngáy này, ngủ ngáy to này, rồi là bác đang đau cổ vai gáy, đau đốt sống cổ thì các bác mua cho em cái dòng gối này về. Đấy, nó thiết kế nó dạng là lõm lõm ở giữa này. Đấy, thì khi mà các bác nằm thì cái phần gáy của bác nó sẽ không bị bập bềnh, nó sẽ khớp với lại cái phần khu vực phần đầu này. Đấy, rồi là phần ấy nó sẽ lõm xuống để nó theo cái dạng gối sẽ là kiểu dạng công thế học nhé, nó không bị ảnh hưởng cho đốt sống cổ này. Đấy, rồi là các bác ngủ không ngon, ngủ không sâu giấc thì các bác mua cho em con này về, nằm cực kỳ, gối cực kỳ êm luôn và rất là sướng. Đấy, nó thiết kế dạng lõm ở giữa nhá, thì các bác nằm rất là thích luôn. Nó nằm rất thích, mà cái gối này nó rất là to này, các bác có thể lăn bên trái lăn bên phải nhưng mà không bao giờ hết gối luôn. Cái chiều dài gối nó rơi vào khoảng tầm hơn 60 cm cơ, rất to luôn. Thực tế khi các bác nằm hai người một gối thoải mái luôn, nhưng mà theo khuyến cáo nhà xuất thì các bác nên sử dụng là mỗi người một gối nhá. Đấy, để nằm cho nó phát huy hết cái tác dụng công dụng của cái sản phẩm này. Đó, đó là cái chất gối công thái học nhá, chất gối công thái học. Đó, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là gối công thái học nhá. Đấy, gối công thái học này. Gối công thái học này hiện tại em đang sẽ có giá là 120.000 nhá, 120k cho một chiếc gối công thái học này, nằm rất thích luôn. Đấy, nằm rất êm, rất thích. Các bác nhìn cái độ nhún của nó này. Các bác cứ ấn cho em thoải mái. Đấy, nó về bình thường luôn. Ấn thoải mái là về bình thường. Cái phần bông của nó bên trong rất là hay. Đấy, nó đàn hồi rất tốt luôn nhá. Đàn hồi rất tốt, các bác cứ gối thoải mái mà nó vẫn trở về trạng thái ban đầu luôn, nó không bị lõm gối nhà đâu. Đấy, nằm rất là hay. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Chỉ vì chiếc gối công thái học này mà ngày hôm qua ngay trong phiên live Phạm Thoại đã ngủ quên lối về luôn. Mọi người nhìn nhá, với thiết kế lượn sóng công thái học, độ cao vừa phải, chúng ta cùng nhau trải nghiệm. Với thiết kế như này, gối sẽ giúp chúng ta tránh đau mỏi vai gáy, tạo tư thế ngủ thoải mái hơn, mà giá chỉ hơn 100.000 đồng. Mọi người nhấp vào link bên dưới đây nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, tạo tư thế ngủ thoải mái này. Đấy, rồi là giúp các bác không bị đau cổ vai gáy này. Đấy, rồi là các bác ngủ ngon, ngủ sâu giấc hơn. Gối này thì hiện tại em đang có giá là 120.000 nhá, 120k một chiếc này. Rồi mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là sản phẩm về ghế inox nhá. Đấy, nhiều bác hỏi quá cái mã này luôn. Đấy, thì đây tiếp tục hàng lại về này, dòng ghế inox nhá, nó là dòng ghế thấp ạ, dòng ghế thấp. Cái này thì ngồi cực kỳ thích luôn ạ. Cái phần đàn ghế nó rất là to, các bác ngồi bình thường là các bác mua những cái ghế ở ngoài chợ nó rất là nhỏ, nhưng con này cái phần bản ghế rất là to. Đây em đo cho bác này, cái đường kính bản ghế này của nó rơi vào là 25 này. Đấy, 25 26 luôn, rất to nhá, rất to. Đó, con này thì sẽ là 4 chân, toàn bộ thiết kế bằng inox nhá, thì các bác xài rất là bền. Đấy, không lo gì sét này. Rồi, ví dụ như các bác sử dụng trong cái điều kiện đó là thời tiết các thứ này, môi trường nó ẩm ướt mà không lo nó bị gì bị hỏng nhá. Đấy, đây thiết kế dạng 4 chân này. Đấy, có phần hàn sống ở giữa này, nên khi bác ngồi nó cái độ chịu lực nó rất là đều. Đấy, mà không lo nó bị vẹo vào nhà nó coi nhá. Đấy, có đây phần trên này của nó này. Đấy, có thiết kế dạng lồi này. Đấy, các bác ngồi nó không bị edit nhá, không bị
nó không bị nóng ạ, không bị nóng. Đấy, đây, bò góc chân đầy đủ hết luôn. Cái này thì giá bình dân thôi, chỉ có 50.000 một cái nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là ghế inox nhá. Ghế inox nhá, ghế inox dạng chân thấp nhá. Đấy, 50.000 một cái ghế inox nhá. 50.000 đây em. Đo cho bác về phần chiều cao này. Con này thì chiều cao của nó rơi vào là khoảng tầm 13,5 cm. Đấy, 13,5 cm. Đấy, nó cũng chiều cao vừa vừa. Nói chung về các bác ngồi ở nhà gia đình nhà mình này, ngồi ăn cơm ăn nước này, rồi là các bác ngồi nhặt rau, nhặt cỏ, làm bếp, giáp các thứ này. Đấy, ngồi giặt quần áo này. Đấy, nói chung là sử dụng sinh hoạt gia đình nhà mình rất ok. Đây thì, em quay bác luôn này. Bình thường là các bác hay mua những ghế nhựa nhá. Đấy, các bác nhìn này. Một thời gian ngồi thứ nhất là nó sẽ bị lõm. Đấy, các bác nhìn đó, nó lõm hẳn xuống này, mà thứ hai là một ngồi ra lâu là sẽ bị nứt vỡ hết này. Đấy là các bác bỏ luôn. Mà đây là dòng Việt Nhật luôn nhá. Dòng Việt Nhật mà nhiều khi là xài nó không được bền đâu. Đấy. Nói chung là không thể bằng các cụ rồi, không phải là bằng nồi đồng cua đá được. Đấy, cái này là bằng đá bằng kim loại nên nó rất là bền luôn. Đấy, rất là bền luôn. Đó. Mà giá nó bình dân nó chỉ có 50.000 thôi. Đấy, 50.000. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm cái ghế dạng ghế thấp inox nhá. Đấy, 50.000 cho một cái chiếc ghế inox ghế thấp nha. Em còn mấy cái con rổ mây này. Đấy, em lên xả nhanh bác luôn. Giá bữa trước đang bán là hơn 200.000. Hôm nay em xả luôn bác, giá chỉ có 70.000 cái thôi. 70.000 một cái rổ mây nha các bác nhá. Rổ mây về các bác đựng đồ đạc hoa quả này mình. Cái này thì đường kính của nó vào là 28 cm. Nó thiết kế theo dạng bông hoa nhá. Đấy, toàn bộ là đan sợi mây, rất chắc chắn luôn. Đấy, khung thép và đan sợi mây xung quanh. Đó, về các bác làm đề co trang trí đựng đồ đạc rất bền luôn, dòng mây thì rất là bền. Đó. 70.000 nhá, hôm nay xả luôn. Còn có hai cái nữa bán nhanh bác luôn. 70.000 cho một cái rổ mây nha. Đấy, 70.000 một cái nhá, 70.000 một cái. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái mã hàng, đó là cái khay chữ nhật này. Khay chữ nhật thì hiện tại em đang có hai mã, là một mã khay to và một mã khay nhỏ nhá. Đấy. Khay chữ nhật, khay chữ nhật. Đấy, để em lấy nhá. Đó, đây. Hiện tại đang có hai mã nhá, là một mã khay to và một mã khay nhỏ. Su 304 nhá. Đấy, Su 304 inox luôn. Đó. Cái khay này là khay to này, khay này là khay nhỏ này. Khay to này thì cái chiều dài của nó là rơi vào là 25 này. Cái khay nhỏ là chiều dài của nó rơi vào là khoảng tầm 12 13 này. Đó, 12 13. Và toàn bộ cái dòng khay này thì nó đều có nắp đậy hết luôn nhá. Đấy, toàn bộ đều có nắp đậy luôn. Về các bác ví dụ mua về, các bác sử dụng đựng đồ này. Đấy, đựng đồ, đựng thức ăn vào đây, bảo quản đồ thức ăn, rồi là các bác mang đi công trình công trường. Đấy, mình làm mình đựng đồ đạc, đựng đồ ăn các thứ đây rất sạch sẽ luôn nhá. Đấy, ví dụ các bác có đồ ăn mà ví dụ các bác muốn bảo quản, các bác cho đây. Lấy cái nắp các bác đậy cho em vào, cho vào trong tủ lạnh rất ok luôn. Và cái con này nó có nắp thì các bác có thể ví dụ để chồng lên nhau luôn. Đó. Thì em báo giá luôn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái này là cái khay chữ nhật này. Khay chữ nhật này hiện tại em đang gửi bác giá rất tốt. Khay chữ nhật nhá. Khay chữ nhật thì sẽ có là khay to. Khay to thì hiện tại em đang bán giá là 40.000 nhá. Và khay nhỏ nhá. Khay nhỏ thì đang sẽ có giá là 20.000. Và toàn bộ khay này nó đều có lắp đậy luôn nhá. Khay to là 40, khay nhỏ là 20 nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái khay chữ nhật nhá. Khay chữ nhật. Đấy. Đấy, nó hình chữ nhật đó. À, khay to 40, khay nhỏ là 20 nhá. Khay nhỏ là 20. Đó, đi về các bác đựng thức ăn, rồi là đựng các thứ vào đây bảo quản thức ăn và bỏ trong tủ lạnh cũng rất là sạch sẽ ok luôn. Inox 304 nhá. Su 304 này. Đấy, Su 304. Đó. À, nhỏ 20, to 40 nhá. Cạo dâu bạc, cạo dâu gian đu nhá. Đấy, cạo dâu gian đu hình ông già thì tiếp tục hàng về này. Đấy, cái này thì giá bình dân thôi, 90.000 cho một cái con máy của dâu này, giá quá hạt rẻ luôn, cạo cực kỳ là sắc bén. Đấy, các bác mua về con này thì tiếng nọ em bán rất nhiều, giá nó quá bình dân, nó chỉ có 90.000 một con thôi. Đây, đấy, bật máy lên, con này nó còn có cả tông đơ luôn này. Đấy, các bác gạt cho em luôn lên, con có cả tông đơ, ví dụ dâu các bác già các bác dùng này, các bác rũi tông qua một lượt đi. Đấy, sau khi mà dâu nó ngắn rồi các bác dùng cái này các bác cạo rất sạch luôn. Đấy, bật máy lên này, các bác cứ cho đây các bác cạo này, con này các bác cứ ấn sát vào, sau đó các bác di cho đều tay nhá, ấn sát và di đều tay nhá. Nhiều bác bảo là cạo không đi, đấy là do các bác cách các bác chưa biết dùng thôi. Còn nếu mà các bác dùng thì các bác cứ ấn sát vào, sau đó các bác di cho đều tay, ấn sát và di đều tay nhá. Ấn sát và di đều tay thì nó sẽ ăn vào những cái chân của cái lưỡi này sẽ rất là sạch luôn. Đó, máy thì chạy cực kỳ khỏe, rất êm. Và đây là cái phần chân sạc nó này, đẩy cho em cái cắm trực tiếp với điện 220 các bác xài. Con này sạc một lần các bác xài chắc là phải cả nửa tháng, có khi xài cả tháng luôn. Nó rất là pin, rất là trâu bò nhá. Đấy, hàng mới như hộp nha.
lên mã đi em sẽ là cái con máy cạo râu bạc nhá, hoặc là máy cạo râu JD đều được. Đấy, cạo râu bạc đi. Cạo râu bạc này. Cạo râu bạc giá của nó sẽ là đi 90k một cái nhá, 90k một cái máy cạo râu bạc nha. Nhiều bác hỏi là cái sản phẩm này thì có lưỡi thay thế không thì em báo luôn là bên em có nhá. Đấy, đợt này thì nó có hàng lưỡi để các bác có thể mua kèm. Đấy, hoặc là bữa trước thì nhiều bác chưa mua được thì hôm nay xem được cái video này, nếu mà các bác mà có nhu cầu muốn mua thêm lưỡi thì các bác có thể mua thêm. Thì hiện tại em đang bán lẻ một cái bộ lưỡi nha. Đấy, là bao gồm là một cái màng và một cái lưỡi nha. Thì bao gồm là một bộ này là hai cái là 20.000 nhá. Hai cái là 20.000. Thì các bác cứ lên mã em xem cái bộ lưỡi máy cạo râu bạc nhá. Bộ lưỡi của máy cạo râu bạc. Đấy thì bên em hoặc là máy cạo râu hình ông già nha. Hình ông già đang ngậm tẩu hút thuốc này này. Đấy thì một bộ lưỡi thì đang gửi bác là 20.000 một bộ lưỡi thay thế. Còn nếu mà các bác mua nguyên máy nó có sẵn lưỡi đầy đủ hết rồi thì một bộ máy này thì là 90.000, còn mua thêm lưỡi thì là 20.000 một bộ nhé, 20.000 một bộ. Đấy là tùy nhu cầu, các bác có thể là mua kèm cả lưỡi và các bác có thể mua nguyên máy đều được các bác nhé. Một số cái mã hàng về bóng đèn, bóng điện này, đấy để các bác cùng tham khảo và đặt mua nhé. Đợt này thì bên em về thêm cho bác là cả cái bóng tròn, nhiều bác hỏi cái mã bóng tròn này lắm ấy. Đấy, bóng tròn cái dạng công suất lớn 100 với lại 50W ấy, thì đợt này nó có về. Đấy thì bên em đang về hai mã là một mã 100W nhá và một mã là 50W. Đó thì em báo giá luôn. Cái mã 50W thì đang gửi bác giá sẽ là 60.000. Và cái mã 100W thì đang gửi bác giá sẽ là 80.000 một quả này. Đấy, dòng bóng đèn LED đuôi xoáy nhá. Của nó thì sẽ ánh sáng màu trắng, cái này là 50 này. Con này thì là 100 nhá. Đấy, dòng sản phẩm tiết kiệm điện này. Đấy, đạt chứng nhận quốc tế luôn nhá. Đấy. Vạch A này thì sẽ là dòng tiết kiệm điện Energy này. Đó, là chứng nhận của quốc tế luôn, rất xịn sò. Đây em sẽ bóc cho bác xem tham khảo nhá. Quả này thì nó là quả to, quả này to lắm, quả 100W thì rất là to luôn, cực kỳ to. Đấy, nó là dòng bóng LED nhá. Đấy, dòng bóng LED sử dụng dòng chip LED siêu sáng. Đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy và rất là tiết kiệm điện luôn. Đấy, con này là 100W này, 220. Nhiệt độ màu sẽ là 6500K, tương đương với lại là màu trắng. Đó, con này là con 100. Ngoài ra nếu con nhỏ hơn thì là con 60 nhá, 60. Đấy, con 60 đây. À, con 50 các bác nhá, con 50, con 50 thì sẽ nhỏ một chút. Đây em sẽ cầm hai con so các bác coi này. Đó, con này nó dùng đuôi xoáy thì về thì các bác kết nối với những cái đuôi nhà mình thì rất ok rồi. Đuôi xoáy thì hiện tại nó là đuôi mã phổ thông nhất rồi. Đó thì em báo giá lại lần nữa nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bóng tròn 100W nhá, bóng tròn 100W thì đang gửi bác giá sẽ là 80.000 một bóng nha, 80.000 một bóng nha. Còn cái bóng tròn 50W thì đang gửi bác giá sẽ là 60.000. Đấy, dòng bóng hàng Việt Nam nhá, của Vạn Quang nhá, Vạn Quang. Nói chung các bác yên tâm, dòng rất chất lượng luôn mà giá rất là bình dân. Bình thường bác ra quán giá là quả này ít, người đang bán khoảng tầm 120 đến 150 quả luôn. Thực sự các bác luôn, giá cực kỳ tốt mà bóng cực kỳ chất lượng nhá. Cầm một quả bóng cầm rất là chắc chắn luôn. Đó. Đây thì em sẽ kết nối với bác coi này, kết nối bác coi cắm cho bác test cho bác về ánh sáng nhá. Con này 100W thì rất là sáng rồi. Các bác những cái không gian rộng ấy, thì các bác mua cho em cái quả 100W này về các bác cắm này. Đấy thì rất là sáng luôn. Đấy, các bác thấy không? Kinh khủng khiếp luôn này. Đấy, thấy không? Sáng dã man luôn. Đây. Đấy, con này là con 100 nhá, con này là, con này có 100 đúng không? 100. Đấy, 100 thì đang gửi bác giá chỉ có 80.000 một quả thôi. Đấy, rất sáng nhá, cực kỳ sáng luôn này. Đó, 80.000. Còn đấy con nhỏ hơn thì là cái con 60. À, 50W thì đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một quả nhá. 60.000 một quả, con này 100 rất sáng luôn. Đấy thì bác nào không gian rộng này, nhà rộng, sân sướng rộng thì các bác mua cho mấy quả to này về này. Còn nếu mà trong phòng là dạng nhỏ nhỏ vừa vừa thì các bác mua cho mấy quả 50 này về này. Đấy là ok. Đấy, dùng thoải mái luôn. Ngoài ra thì có cái loại thì siêu sáng luôn, có cái loại siêu sáng mà rất là sáng luôn. Và cái này thì bên em cũng vẫn đang có bán, thì đó là cái dòng đèn 8 cánh nhá, đèn 8 cánh hiện tại đang có giá sẽ là 190.000 nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là đèn 8 cánh. Con này thì là 190.000, con này thì công suất của nó thì vào là 200W cơ. Đấy, 200W nên là rất là sáng luôn. Cái này phù hợp cho các bác dạng nhà xưởng này. Đấy rồi là các bác hay làm ví dụ như là nhà có công việc sửa xe, sửa cộ này, rồi là ví dụ như là mình hay làm nghề làm các thứ, cần một cái ánh sáng nó ánh sáng rộng mà ánh sáng nó chi tiết. Đấy thì các bác mua trong quả này về. Quả này thì cực kỳ sáng luôn, 200W cơ mà các bác ơi, 200W cơ. Con này thì cũng là đuôi xoáy luôn, sử dụng điện cho em là điện 220 nhá. Và công suất của nó sẽ là 200W. Đấy.
Và cái ánh sáng mà các bác đang coi ở trên video thì em cũng đang dùng cái con đèn này để em chiếu, em quay cho bác cũng dùng cái ánh sáng luôn đây. Toàn bộ là cái dàn em đây này. Đấy, toàn bộ đang đây này. Con này đang đây đang dùng đây. Con này nó rơi mấy lần nhưng mà vẫn còn rất là bền nhá, cực kỳ bền luôn. Đấy, dã man lên một cái dàn em này. Toàn bộ là đang dùng cái con đèn là hết các nhá. Đang dùng con đèn 8 cánh này. Đấy, đang dùng con đèn 8 cánh này. Nên là có yên tâm là ánh sáng nó rất là sáng luôn. Đấy, nó rất là sáng. Thoải mái các bác xài luôn. Nếu mà dùng cái con 8 cánh thì siêu sáng luôn. Đấy. Thì các bác cứ tham khảo nhá. Đấy, tham khảo mã nào thì lấy mã cứ báo nha. Đấy. 8 cánh công suất 200W nhá. Giá của nó sẽ là vào 190.000 một quả nhá, 190.000 một quả. Cũng dòng là dòng LED, dòng chip LED siêu sáng và rất là tiết kiệm điện nhá. Đấy. 200.000 cho một 190.000 cho một quả đèn 8 cánh nha, 200W này. Đó, ngoài ra thì sẽ có đuôi đèn đi kèm. Nếu mà các bác muốn mua thêm thì đây. Hiện tại em đang có những cái dạng đuôi ví dụ như là đuôi cảm biến, đuôi lò xo. Đuôi cảm biến, đuôi lò xo này cái này thì em quay nhiều rồi. Đấy, đuôi cảm biến này thì về các bác lắp đặt rất là dễ. Đấy, lắp ở cổng cửa ra vào này, đường đi lối lại, cầu thang thứ này. Con này nó có chế độ cảm biến khi mà người hoặc là có chuyển động qua cái mắt cảm biến này tự động đèn nó sáng lên, còn không là tự động đèn nó sẽ tắt đi nhá. Vừa tiết kiệm điện này, hoặc là các bác lắp ở đầu cổng các thứ này. Đấy, mình làm cái đèn chống trộm cũng rất là hay. Rồi là mình lắp ở đường đi lối lại này, không cần phải bật công tắc nhá. Các bác chỉ việc đi gần đến cái cảm biến này là tự động là đèn nó sẽ sáng lên. Và khi mà không có chuyển động thì đèn nó tự động nó sẽ tắt đi nhá. Cái này nó là cái đuôi đèn cảm biến. Đuôi đèn cảm biến này hiện tại em đang gửi bác giá rất là mềm luôn. Chỉ có là đi 50.000 thôi, 50k nhá. Lên mã cho em sẽ là cái đuôi đèn cảm biến. Đó, giá đang gửi bác là 50k một cái đuôi đèn cảm biến nha. Ngoài ra thì bên em có cái mã đó là cái đuôi đèn lò xo. Đấy, cái đuôi lò xo này thì em vừa cắm test cho bác coi kết quả đèn vừa nãy rồi. Đấy, cái này thì rất là dễ. Về các bác kết nối với lại bóng nha. Đấy, xoáy vào đây. Sau đó các bác cắm trực tiếp vào nguồn. Đó, sẽ sáng lên. Thì ở đây nó sẽ tích hợp một cái công tắc nhá. Lúc nào mà các bác dùng thì các bác tắt đi, không dùng dùng thì các bác bật lên. Không dùng thì mình tắt đi nhá. Đấy, dùng thì bật lên. Đó, không dùng tắt đi có thế đâu. Rất ok vì ở đây nó có tích hợp công tắc này. Ở đây nó có cái phần lò xo, các bác có thể bẻ các hướng các kiểu này. Đấy, bẻ các hướng các kiểu luôn, rất là hay. Đó, nó có cái phần lò xo thì em hay gọi cái này là nó là cái đuôi đèn lò xo nhá các nhá. Đuôi đèn lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo này thì hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 30k một cái nhá. 30k một cái, nó có thể bẻ các hướng các kiểu rồi là có phần công tắc ở đây rất tiện dụng luôn. Cắm trực tiếp vào nguồn 220 là sai. Cái con này thì nó thực ra các bác dùng làm một cái đuôi đèn để các bác di chuyển di động mang đi mọi chỗ mọi nơi rất là tiện luôn nhá. Đó. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi đèn lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo này. Đuôi đèn lò xo này nó có giá là 30.000 thôi. 30k một cái đuôi đèn lò xo này, giá rất bình dân, hàng rẻ luôn. Tiếp theo thì năm nay là năm con rồng. Đó thì em về một số cái mã hàng liên quan đến cái con rồng này. Đó thì đây, lần này về một ít cái mã hàng đó là cái móc khóa hình con rồng nhá, cái móc khóa hình con rồng. Để về các bác móc vào chìa khóa này, móc vào đồ các thứ nhà mình rất là hay luôn. Đấy, biểu tượng hình con rồng này, cho một năm gọi là rực rỡ như rồng luôn nhá. Đấy, bay hướng, đang hướng bay lên trời này, cực kỳ ok luôn. Đấy, con này sẽ có móc miếc các thứ này. Rồi là móc khuy, móc đeo đồ đeo chìa khóa này rất đẹp luôn nhá. Rồng mạ vàng cực kỳ đẹp luôn. Đó. Cái móc khóa rồng này thì hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là 25.000 một cái nhá. 25.000 cho một cái móc khóa rồng nha. Chỉ có 25.000 thôi. Đấy, mua về. Các bác mua về làm quà biếu tặng, mua về sưu tầm, mua về mình để mình dùng cũng ok luôn nhá. Đấy, móc khóa rồng 25k nhá. Rất đẹp luôn. Đó đây. Mạ vàng cực kỳ ok luôn này. Đấy, có phần móc đồ, móc đeo chiều các thứ, đeo chìa khóa thứ, móc vào đồ các thứ là ok luôn. 25.000 một cái nhá. 25.000 một cái móc khóa rồng nha các bác nhá. 25.000 một cái. Đấy là cái móc khóa hình con rồng cho biểu tượng năm nay. Rồi tiếp theo thì đây. Đợt này có về thêm cho bác đó là cái mẫu này rất là mới này. Đó là cái miếng dán con mèo vàng. Đấy, miếng dán con mèo vàng. Cái miếng dán này thì đem lại tài lộc này. Đấy, cho gia chủ này. Rất là ok luôn nhá. Thì cái miếng dán mèo vàng thần tài này thì giá sẽ là 5k một miếng nhá. 5k một miếng. Đấy, đi về các bác lấy ra. Sau đó các bác bóc cho em. Đấy, bóc ra cho em. Các bác bóc ra sau đó là các bác... dán trực tiếp, ví dụ như là dán vào đồ. Đấy, hoặc là các bác dán vào điện thoại này. Đấy, bác có bóc vào cái mặt này ra. Đấy, ở đây nó có một lớp giấy bóng này. Đấy, các bác bóc vào này. Đấy, dán trực tiếp vào. Ví dụ như đây thì em đang dán với cái con điện thoại em này. Đấy, cái điện thoại em đang xài này. Đấy, dán trực tiếp với cái điện thoại này các bác xài nhá. Đấy, con này thì giúp gia chủ ăn nên làm ra này. Đấy, rồi là tiền vào như nước này. Đấy, rất ok luôn nhá. Đấy là cái con mèo vàng thần tài nhá. Con mèo vàng thần tài. Đấy, về các bác dán vào. Cái này thì chỉ có 5.000 thôi các nhá. 5.000 một cái con
5.000 một cái con mèo vàng thần tài này, các bác mua về cũng có thể là làm quà biếu tặng cũng ok luôn. Đấy, tặng bạn bè người thân trong cái dịp đầu năm mới này, rồi là mình mua về mình xài, mình sử dụng, mình dán vào điện thoại. Đấy, vừa đẹp điện thoại này, vừa mang lại may mắn, rồi là sung túc giàu sang cho chủ nhân của cái con mèo này có nhá. Đấy, rất ok luôn, mèo vàng thần tài nhá, cái miếng dán mèo vàng thần tài đó thì đây dán trực tiếp vào điện thoại hoặc là các bác dán vào đồ đạc thì mình ok. Đó, 5k một một miếng nhá, 5k một miếng mèo dán thần tài này. Đấy, 5k một miếng này coi nhá, 5k một miếng, rất giá rất bình dân luôn. Quận băng keo trong ba hai mặt bên em vẫn còn hàng để phục bác nhá. Đấy thì em báo luôn là cái quận bên em bán đang bán cái quận này dài là 5 mét này, với giá sẽ là đi 30k một quận này. Nhiều bác cứ thắc mắc bảo là cái quận này sao giá em cao hơn, thì em nói luôn là quận bên em đang bán là quận dài 5 mét nhá. Những cái chỗ khác là người ta đang bán nó quận nó chỉ có 3 mét với là 2 mét thôi. Đấy, bên em là bán cho bác là cái quận này dài là 5 mét nó được nhiều hơn các bạn. Nhưng mà giá của nó thì nó cũng không được, nó giá nó không cao lắm đâu. Giá nó chỉ có 30.000, gọi là nhỉnh hơn 50.000 thôi. Đấy. Nhưng mà bù lại là các bác được cái chiều dài hơn là 5 mét các bác nhá, 5 mét. Đấy, quận này là dài 5 mét này. Với giá là 30k thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái băng keo trong. Đấy, băng keo trong. Cái này nó có sẽ trong suốt nhá các bác nhá, trong suốt và nó hai mặt luôn. Đấy, dính được hai mặt nên các bác dính được rất là nhiều những cái đồ đạc các thứ là dính lên tường các thứ là dính mọi chất liệu luôn, dính rất hay. Đấy, băng keo trong hai mặt nhá. Đấy. À, 5 mét nhá, quận này 5 mét với giá là 30.000 một quận nhá, 30.000 một quận. Đây các bác cùng xem một cái video test thực tế về sản phẩm này. Cái này bên em bán khá là nhiều đây. Các bác cùng coi này. Liệu có thần thánh không? Cái này nó trong suốt nhá. Đấy, có nhìn nó trong suốt này. Đấy không, nó trong suốt nhá. Đấy, hai mặt luôn. Dán tốt cho các bác ơi. Dính trên mọi bề mặt. Dính thử con iPhone xem sao. Dính lên kính thì đơn giản quá. Dính thử viên gạch này xem sao. Dính gạch luôn nhá. Đấy, bóc ra dính lên. Để khoảng 5 giây. Chẳng dính nữa đây này. Viên nữa ngon luôn. Cái này nó có một cái chức năng rất hay là khi mà các bác lột ra nhé, các bác lột ra là nó không bị dính bám trở lại. Đấy nên là các bác rất là dễ dàng vệ sinh cái bề mặt mà các bác đã dính ấy. Các bác rất là dễ dàng vệ sinh. Đó. Đấy, các bác lột ra này, lột ra nó không bị dính các bác nhá, lột ra nó không bị dính lại đâu. Đấy, lột ra đâu là sạch lấy luôn. Đó, dính gỗ ngon này luôn nhá. Dính tường sơn nhá. Đấy, dính tường sơn luôn này. Rất là chắc chắn. Em có thể rửa đi dính lại được đấy. Rửa đi dính lại được ngon này luôn. Sau khi test mình thấy quần băng dính này rất là đa năng, dính được cả thế giới, đáng mua. Đấy, dính đa năng, dính cả thế giới nhá, đáng mua luôn. Một quận dài 5 mét này. Đấy thì với giá là 30k. Lên mã em sẽ cái quận băng keo trong hai mặt nhá. Đấy, quận băng keo trong hai mặt. Sản phẩm tiếp theo là một cái sản phẩm cũng rất là hay trong cái dịp cuối năm này. Đấy, các bác mua về để mình làm quần áo nhá. Đấy, chuẩn bị quần áo là lượt dịp Tết nhất này. Đấy thì bên em vẫn đang cung cấp cho bác cái mã hàng đó là cái con bàn là hơi nước của Sokani. Con này thì bên em bán cực kỳ nhiều rồi mà dùng cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, nó là dòng bàn là hơi nước thế hệ mới nhá, cực kỳ thông minh. Đấy, mà là nó rất là nhanh. Mà cái hay của cái con này ấy, là các bác là các bác không cần phải mang bàn ra, các bác kê kiếc kích rồi các bác giải ra cả. Con này ví dụ như các bác quần áo các bác ở trên mắc các bác cứ thế các bác là luôn, không cần phải kê kiếc gì, nó đỡ mất công lằng nhằng. Đấy thì rất là dễ dùng. Đấy, sử dụng nguồn 220 nhá. Về thì trước khi bắt đầu các bác dùng thì các bác rút cho em cái này ra. Đấy, bơm cho em một cái lượng nước vừa đủ vào đây. Đấy, nói chung là bơm đừng có đầy quá được. Đấy, bơm cái tầm lưng lưng như này. Đấy, bơm đầy nước vào đây nhá. Sau đó là các bác lắp nó vào và các bác cắm một nguồn điện là các bác bật lên là xài thôi. Đấy, con này công suất thì sẽ là 1.500W nhé và sử dụng điện 220. Đó, hàng của Sokani. Đấy, đấy các bác đóng vào đây, sau đó các bác cắm một nguồn điện và các bác bấm lên nó sẽ có đèn báo đây này. Đấy là cứ thế là cái lượng hơi nước nó đẩy nó phì ra, nó làm giúp quần áo phẳng rất là nhanh. Đấy là cực kỳ nhanh mà là rất là phẳng luôn nhá. Đấy, nói chung là các bác dùng con này các bác quên những cái con bàn là truyền thống luôn. Nó là dòng bàn là đời mới mà nên các bác là nó nhanh á, là thích á. Đây là cái phần nút bấm này. Các bác nghe cái tiếng kêu này. Đấy, nó cứ tành tạch luôn nhá, bấm cực kỳ thích luôn. Đó, ok luôn nhá. Đó, bàn là hơi nước nhá, em báo giá luôn. À, dòng bàn là hơi nước, bàn là thông minh với giá sẽ là đi 350.000. Hôm nay em xả kho luôn cái mã này luôn. Đấy, bàn là hơi nước này. 350k em xả luôn bác, giá chỉ còn có 310.000 thôi. Đấy, bác nào nhanh tay vào việc chốt luôn, bao ship cho bác luôn. Đấy, về các bác chuẩn bị đợt cuối năm là lượt quần áo nó khoảng phiêu đi Tết nhất đi chơi này. Đấy, 310.000 một chiếc thôi nhá. À, đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này.
Dùng một cực kỳ ok một luôn. Chiếc mặt là hơi nước cầm tay rất hot một năm về trước. Vậy thì không biết sau một năm sử dụng ấy, nó còn tốt không nhỉ? Cùng xem nhá. Về ngoại hình nó sở hữu một màu hồng nam tính bóng bẩy kèm một chút chảy xước theo thời gian. Chất liệu như ABS khá là bền. Nó có một nút bật duy nhất kèm một nút khóa nếu bạn dùng lâu đỡ bị mỏi tay. Một khớp giúp bạn gấp gọn sản phẩm. Công suất máy 1300W làm nóng gần như ngay lập tức. Cùng test hiệu quả nhá. Áo sơ mi. Đấy có thấy không? Quần kaki. Chỉ có vài đường cái nó phẳng lì luôn. Test nhanh em ở đây các bác nhìn này, không cần phải giải quần áo ra hay như nào nhá. Con này cứ treo quần áo lên bác vẫn có thể là được. Áo khoác tất cả đều dùng ngon. Có một điểm trừ nhẹ là cái bình nước này hơi bé, chỉ 130ml thôi. Với một người tỉ mỉ như mình ý, thì nó chỉ dùng được cho 2 cái áo sơ mi, 2 quần hoặc là 1 cái áo khoác to. Mẹo nhỏ khi đổ nước, các bạn xịt thêm một shot nước hoa vào sẽ khiến quần áo bạn thơm hơn rất nhiều đấy. Sau một năm sử dụng ấy thì mình thấy nó rất là đáng tiền, xứng đáng là ngon, bổ, rẻ. Xứng đáng 3 chữ luôn nhá, xứng đáng 3 chữ luôn. Ngon, bổ, rẻ, chất lượng. Đấy. Con này thì bán quá nhiều rồi. Các bác là nói chung là yên tâm là về các bác dùng con này nghiện luôn. Đấy, quên những cái con bàn là truyền thống luôn. Thì em cũng đang xài một con khoảng tầm hơn 2 năm nay rồi. Dùng rất chất và nó là rất là thích, là nhanh lắm mà phẳng cực kỳ luôn. Đấy, và cái con này nó sử dụng hơi nước này nên các bác là yên tâm, nó không lo bị cháy đâu nhá. Đấy, là thoải mái luôn. Đấy, không lo cháy, không lo khét quần áo đâu. Đấy, 310.000 cho một chiếc bàn là hơi nước này, 310.000. Nói chung là các bác nên chuyển qua những cái mẫu bàn là đời mới như này, nó hỗ trợ những cái tính năng mới cũng như là những cái công nghệ mới giúp các bác sử dụng nó vận hành một cách tốt hơn, cũng như là cho mình đem lại cho mình những cái hiệu quả nó tốt hơn nhá. Đó, 310k chốt đơn thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mặt hàng, đó là cái con cân tiểu ly. Đấy, để về các bác dịp cuối năm các bác cân công thức làm bánh này, rồi là các bác cân công thức nấu ăn này, cân gam, cân lạng này, cân mắm muối mì chính này. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Đấy, đó là dòng cân tiểu ly nhá. Một cái cân này thì cân mắc tối đa của nó sẽ cân được là 5kg nhá, cân được là 5kg. Đó, đây em báo giá luôn, lên mã giúp cho em sẽ là cái sản phẩm là cái cân tiểu ly. Đấy, bên em đang bán một cái cân tiểu ly này với giá sẽ là 50k một cây nhá, 50k cho một cái cây cân tiểu ly này, chỉ có 50.000 thôi, giá nó rất là bình dân. Đấy, và sử dụng nhà bếp các thứ là rất là ok rồi. Đấy thì rất là dễ xài. Đấy thì về các bác quay cho em là cái mắt đằng sau này. Đấy, lấy cho em hai viên pin con thỏ loại nhỏ ấy, các bác lắp vào. Đấy, lấy em hai viên con thỏ này. Đây để em lắp này, em test bác coi luôn nhá. Đấy, lắp vào. Đó, lắp vào cái là nó sẽ lên liền luôn các nhá. Nói chung là con này tiện các bạn. Cân cân các thứ là mình theo dõi về cái kết quả về những cái định lượng để các bác làm công thức nấu ăn rất là tiện dụng luôn. Và lưu ý nhỏ nhỏ khi mà các bác xài con cân này là các bác phải để những cái chỗ nào nó thật là bằng phẳng nhá. Các bác để những cái chỗ mà nó bị cập kênh các thứ ra, nó bị chênh vênh nhá, nó không bằng phẳng hay là cân nó hay bị lệch cân lắm nhá. Các bác để những chỗ nào mà cân nó thật là phẳng thì các bác cân nó chuẩn được nhá. Đây để em test cho bác coi này. Đây nhá, em sẽ cân thử cho bác coi luôn nhá. Đấy, em để một cái vật bất kỳ lên để cho nó cân này. Đó, đây. 112g này nảy luôn nhá, nảy luôn, nó hiển thị luôn cái thông số ở trên cái màn hình, hiển thị luôn. Đấy, hiển thị luôn nhá. Hiển thị luôn này. Đấy. 112g các bỏ ra là tự động nó sẽ nhảy được không. Đây em thả tiếp đây. Đấy, cân lại này. À, 192g này. Đấy, 192g nhá. Quá ok luôn này. Đấy, rồi đây. Ví dụ như là cân cái dạng nhỏ nhỏ như cây bút này rất là nhẹ này nhưng mà vẫn cân được luôn nhá. Đây. Đó, 15g nhá, 16g này. Đấy, những đồ nó rất là nhỏ nhẹ thôi nhưng mà nó cân được hết luôn. Đó. Đấy. Rồi những cái đồ mà to to một chút này, chẳng hạn nặng nặng này một chút này. Đó. 153g nhá. Đấy, con này là cân mắc tối đa được là cân được là 5kg ạ. Đấy, cân mắc cân tối đa. Đấy, được cân được là 5kg. Đấy, khi mà cân thì nó sẽ báo luôn về cái hiển thị về cái thông số màn hình ở trên cái mặt cân này luôn. Đấy, và lưu ý em là các bác cân là các bác để những chỗ nào nó thật là bằng phẳng nhá thì cân nó mới chuẩn được. Đó. Thì giá của nó sẽ là 50k một chiếc thôi. Về các bác cân định lượng, cân công thức nấu ăn, đấy, cân gam, rồi là cân ví dụ như là mình mắm muối mì chính, rồi mình cân định lượng xem mỗi loại bao nhiêu gam để mình làm công thức nấu ăn, công thức làm bánh các thứ rồi, rất ok luôn. Đấy, 50k một chiếc nhá, cân tiểu ly. Đấy, lên mã em sẽ được cân tiểu ly và cân mắc tối đa được là 5kg nhá, 5kg. Nói chung là quá ok rồi, với mức giá này các bác sở hữu cho em một cái con cân này thì dùng rất hay luôn đó. Luôn cho bác một cái mã hàng mới, đó là cái chai xịt mạ inox này. Nhiều bác hỏi cái mã chai lắm này. Đấy thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái mã chai xịt mạ inox này. Xịt bóng, xịt mạ inox rất hay. Đấy, về các bác những cái đồ vật nhà mình nó bị rỉ sét các thứ rồi thì các bác vệ sinh sạch sẽ bề mặt đi, sau đó các bác xịt vào. Đấy, nó mạ inox cực kỳ là đẹp luôn, nhìn sáng đẹp lắm.
Cái chai này thì trọng lượng của nó là 180g và cái dung tích nó quy đổi ra sẽ là 350ml nhá. Đấy, và em báo giá luôn. Một chai này thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 50k một chai nhá. Lên mã thì em sẽ là cái chai xịt mạ inox nhá. Đấy, xịt mạ inox này. Xịt mạ inox đó. Giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k một chai này, 50k. Nó là dạng chai xịt mạ inox nhá. Đấy, 50.000 một chai này nhá. Đấy, nó là dạng xịt thì về các bác sử dụng thì các bác lắc thật đều lên, lắc thật đều. Đấy, lắc thật đều lên, sau đó các bác cứ thế là các bác xịt rồi thôi. Đó, đây em sẽ quay cho bác cái chỗ nhà em vừa xịt cho bác coi này. Đây nha, đây em xịt thử cho bác coi luôn nhá. Đây, mình thường đang dỉ sét này, em xịt thử cho bác coi luôn này. Đây, em xịt nhá. Đó, thì về các bác cứ lắc đều lên, sau đó các bác xịt thôi. Đấy, có thấy không? Có thấy không? Nhìn nó bóng luôn nhá, có thấy không? Nhìn nó bóng luôn này. So với hai bên khác biệt nhau hả đây? Một bên nó đang xỉn nhá, một bên nó bóng hẳn luôn, các bác nhìn này. Đấy, bóng láng luôn này. Như kiểu soi gương đúng như inox luôn nhá. Đấy, đó là cái chai xịt mạ inox này, rất hay luôn. Về các bác sử dụng những cái đồ vật các thứ nhà mình nó đang rỉ sét, nó bị mất màu. Đấy, muốn nó mới lên thì các bác mua cái chai này về các bác xịt. Đó thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái chai xịt sơn mạ inox hoặc là xịt sơn bạc đều được. Đấy, với giá sẽ là 50.000 một chai nhá. Một chai này dung tích là 350ml nhá, 350ml. Sản phẩm tiếp theo thì lên mã xả kho luôn bác, mã hàng đó là cái cây đèn ngủ đèn nấm này. Đấy, đèn ngủ đèn nấm nhá. Cây này thì bữa trước bên em đang bán giá là 30.000. Hôm nay em xả luôn bác, giá chỉ còn có 15.000 một cây thôi. 15k cho một cái cây đèn nấm nha. 15.000 một cây nhá. Đấy, dùng rất hay. Các bác mua về sử dụng làm đèn ngủ. Đấy, đèn ngủ, đèn trang trí thứ rồi, rất ok. Con này nó có cái phần mắt cảm biến ở đây này. Khi mà các bác cắm vào là tự động là ban ngày nó sẽ tắt đi và ban đêm là tự động là nó sẽ sáng lên. Các bác không cần phải công tắc hay nhiều cả, chỉ việc cắm vào điện thôi là nó cứ thế nó cảm biến. Ở đây nó có mắt cảm biến đây này. Đấy, mắt nhỏ xíu này. Đấy là tự động là ban ngày là nó sẽ tắt đi và ban đêm là tự động nó sẽ sáng lên nhá. Hình cây nấm rất là đẹp. Các bác dùng làm đèn trang trí này, rồi là dùng làm đèn ngủ. Đấy, cái độ sáng nó vừa vừa và ánh sáng nó sẽ là ánh sáng màu vàng nhá. Đấy, ánh sáng màu vàng. Cái nó không bị chói đâu các bạn, nó không bị chói đâu, dùng hay lắm. Đấy. Nói chung rất là xinh. Giá nó chỉ có 15.000 một cây thôi, đang xả kho bán nhanh luôn. 15k nhá, 15k cho một cái cây đèn ngủ nấm nhá. Thì cứ lên mã cho em sẽ là đèn ngủ nấm nhá, 15k. Đấy, rất là xinh. Về các bác tẽ ra một chút. Đấy, chỉnh đốn nó lại, sau đó các bác cắm trực tiếp vào điện. Đấy, các bác xài đây em sẽ test cho bác coi này. Đây nha, đây em sẽ test cho bác coi nhá. Đấy, về nếu mà các bác muốn test ấy, về mà các bác muốn test mà các bác cắm vào ban ngày ấy, ban đêm thì nó cắm sẽ lên ngay, như ban ngày là cắm nó các bác phải bịt tay vào đây này. Đấy, các bác bịt tay cái nó sáng ngay, bỏ tay là cái nó tắt này. Bịt tay vào cái này, bắt đầu nó sáng lên nhá con nhá. Đấy, nó sáng lên này, bỏ tay cái nó tắt này. Bịt tay vào nó sáng này. Đó, đấy là cái chức năng cảm biến nhá các bác nhá. Về thì các bác muốn test thì các bác bịt tay vào đây này, bịt tay bịt kín vào nhá, bịt kín vào. Đấy thì nó mới cảm biến được, nó mới sáng lên các bác nhá. 15k một cây nhá, 15.000 một cây đèn nấm nhá. Đấy. Rất nhiều những cái mã hàng đang được giảm giá xả kho. Đấy thì các bác cùng đón xem video cũng như là cập nhật lại cái mức giá mới nhá. Nói chung là bên em hiện tại đang về những cái mức giá gọi là gần như hầu như là giá tốt nhất thị trường, bao giá thị trường luôn. Các bác đi đâu không phải là có những cái giá này đâu ạ. Giá siêu tốt đúng không ạ? Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là một số cái mã dao bên em đang gửi bác này. Đấy, lên mã thì em sẽ là cái sản phẩm là cái cây dao gọt hoa quả nhá. Cây này thì bên em cũng cập nhật luôn cho bác cái mức giá mới luôn. Bữa trước cây này đang bán là 50.000. Hôm nay em xả kho bán nhanh bác luôn. Giá chỉ còn có là đi 30k thôi. 30.000 đúng nhá. Lên mã thì em sẽ cái cây dao gọt hoa quả nhá. Cái này chuyên để các bác gọt hoa quả, là các bác sử dụng những cái món lặt vặt nhỏ nhỏ là xài cái cây này quá ok luôn. Hàng thương hiệu Asaka Made in Japan. Đó, quá xịn sò. Hàng này cái bao sắc bao xài bác luôn. Đây. Đấy, chữ Japan dập chìm luôn trên thân dao này. Đấy. Tay cầm cán gỗ nhá. Đấy, ốp hai bên 3 đinh tán cho em luôn. Hàng là hàng liền thân nhá, chắc chắn ok. Đó, chiều dài tổng thể nó rơi khoảng tầm hơn 20cm một chút này. Khoảng tầm 21-22cm. Đấy, khá là vừa tay nhá. Các bác dùng để gọt hoa quả này, rồi là dùng những cái món lặt vặt là ok nhá. Đây, bao sắc bao xài bác luôn. Đấy, đây có nhìn này. Kinh khủng khiếp luôn. Nói chung là con này không sắc không lấy tiền nhá. Riêng con này không sắc không lấy tiền. Quá kinh khủng luôn. Đó thấy không? Quá kinh khủng luôn. Đấy, cái đường giấy nó đi mịn mịn này. Đấy, siêu sắc bén nhá. Mà giá thì bình dân luôn, giá siêu tốt, bao giá thị trường luôn. 30.000 một cây nhá, 30.000 một cây, hàng của Asaka Japan. Đó. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây dao gọt hoa quả nhá. Đấy, cây dao gọt hoa quả đang giảm giá xả kho bán nhanh, chỉ có 30.000 một cây thôi. Đấy, 30.000 một cây. Đấy, các bác nào nhanh tay chốt đơn vào việc luôn. Đấy, tốt nhất thị trường luôn. 30k. Dao gọt hoa quả nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái lọ kẻ vạch kẻ chỉ này. Đấy, nhà bác nào mà đang muốn thay những cái chỉ đá hoa, mình những cái vạch các thứ là nó bị ố vàng, các bác muốn
nó mới hơn, sáng hơn, đấy, chất lượng hơn, thì các bác mua cho em cái lọ này về, đấy, chuyên để các bác kẻ chỉ vạch này, rồi đấy cái chỗ nào mà tường tiếc cái thứ là nó hở lỗ thứ à, những cái khe kẽ gạch kia nó hở lỗ thì các bác dùng cái này các bác chít vào nhá, đấy, rất ok. Một cái lọ này là 300g, đấy, và em báo giá luôn, bên em đang gửi bác một cái lọ kẻ chỉ kẻ vạch này với giá sẽ là đi 50k nhá, 50k, cứ lên mã em sẽ là cái lọ kẻ vạch nhá, lọ kẻ vạch, đấy, lọ kẻ vạch kẻ chỉ 50k cho một cái lọ này, đấy, 50.000, nó là dạng keo nhá, dạng keo xi nhá, dạng keo xi đấy, về có bóc lớp ra này, sau đó thì bên em có gửi kèm thêm nữa một cái đầu nhọn này để những cái chỗ nào mà khe kẽ các bác lắp cái đầu vào để các bác bóp nó ra đều hơn, đấy, mà nó ra từ từ. Đó, và lúc nào dùng xong thì mình đậy kín và là xài thôi. Đó, một lọ này là 300g nhá. Một lọ 300g được rất là nhiều, dùng thoải mái luôn. Giá là 50k một cái lọ này nhá. 50.000 một cái lọ kẻ vạch này. Đấy các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Cái lọ này bên em bán khá là nhiều, dùng hay lắm đây. Đó, đây. Chỉ cần bóp và kéo, hô biến căn nhà của bạn trở nên mới tinh và trắng sáng với chai keo kẻ chỉ gạch công nghệ Hàn Quốc này. Bạn không cần phải thuê thợ tốn tiền triệu để xử lý những vết ố vàng ẩm mốc trên sàn nhà. Với giá chỉ bằng 2 bát phở, bạn có thể tự làm một cách dễ dàng mà vẫn đẹp như thợ làm. Chỉ với vài thao tác đơn giản kéo, giúp phủ lên chỉ gạch một lớp gốm trắng siêu xịn sò. Từ nhà bếp đến phòng tắm, nhà vệ sinh, giúp che đi những vết mốc, vết bẩn ố vàng, vết nấm mốc. Giải pháp ưu việt cho ngôi nhà của bạn. Độ bền của lớp gốm có thể lên đến 5 năm. Sản phẩm có độ chống thấm cao, bền bỉ, mang đến cho căn nhà của bạn cảm giác tươi mới sạch sẽ như vừa mới xây. Sản phẩm được kiểm tra trước khi thanh toán. Mọi người nhanh tay lên nhé. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, 50k lên mã em sẽ cái lọ kẻ vạch thì có đi kèm nữa một cái đầu nữa. Đấy, 50k một cái lọ kẻ vạch nhá. Trọng lượng là 300g. Đấy, hàng của Hàn Quốc rất xịn luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con tai nghe AirPods Pro này. Con này thì bên em bán khá nhiều rồi. Đấy, dùng rất ok luôn, hàng mới nguyên siêu luôn nhá. Hàng tai nghe của Nhật made in Japan. Nó là dòng tai nghe không dây kết nối với Bluetooth nhá. Đóng gói rất kỹ luôn ạ. Đó, dòng tai nghe không dây kết nối với Bluetooth cực kỳ xịn sò luôn. Đấy, các bác không cần phải dây dạ để nhằng nhằng. Chỉ cần có điện thoại thông minh kết nối được Bluetooth là các bác kết nối với con này các bác nghe là ok rồi. Đó, đây. Hàng made in Japan này, California made in Japan này. Đấy, bên trong nhá. Mới nguyên hộp luôn nhá. Đấy, mới nguyên hộp luôn. Đó, đóng gói rất kỹ càng này. Đấy, design by in Apple in California, cái này sách dẫn sử dụng này. Nhân vật chính của chúng ta tai nghe, đấy tai nghe. Bên trong thì sẽ có là dây cáp sạc, đấy, các thứ đầy đủ phụ kiện bên trong hộp. Đó, còn đi vào nhân vật chính nhá, đó là cái con tai nghe này. Hàng mới nguyên siêu nhá, đây lấy cho bác coi. Đó đây, made in Japan này, đấy made in Japan, quá xịn sò ngon lành luôn. Đó, đây. Đó, con này các bác mở nắp ra cái là tự động là những cái máy nào bác dùng như máy iPhone ấy là nó sẽ tự động kết nối luôn. Còn những cái máy Android thì bác tìm tên kết nối Bluetooth thì cái tên của nó sẽ là cái tên là AirPods Pro nhá, AirPods Pro thì các bác vào tìm đúng như cái tên này trên hộp này. Đấy là các bác tìm và các bác kết nối với cái con tai nghe này thì cứ thế nghe thôi. Và một cái lưu ý nhỏ nhỏ mà khi mà các bác xài cái sản phẩm này ấy, là các bác lấy ở cái tay nào. Ví dụ như là các bác lấy ở tay bên phải của các bác này. Đấy, ví dụ như em đang lấy ở tay bên phải của em này thì các bác sẽ đeo vào tay bên phải nhá. Đấy, lấy ở tay bên trái thì đeo vào tay bên trái nhá. Đấy, lấy ở tay nào thì đeo vào tay đấy nhá. Tránh tình trạng là các bác đeo nhầm tay. Các bác mà đeo nhầm tay là nó không đeo được vừa tay đâu. Đấy, không nhiều khi các bác lại đeo nó không vừa tay là các bác bảo là hàng nọ kia kia. Đấy thì lấy ở tay nào nhá thì đeo vào tay đấy. Đấy thì nó mới đúng tay thì các bác mới đeo nó mới vừa nó mới khớp tay được. Đấy con này nó có phần chức năng chống ồn này. Đấy chống ồn rất ok luôn. Đấy sử dụng ok. Nói chung cái này bán khá là nhiều rồi, các bác nhá, bán khá nhiều rồi. Nghe được con này được mệnh danh là phòng 3 di động luôn. Đấy, bát căng nhá, bát căng nghe chắc sâu, nghe chấm hết luôn. Đấy, chấm hết luôn. Con này thì hôm nay em cũng giảm giá bán nhanh luôn, giảm giá bán nhanh luôn. Bữa trước thì cái sản phẩm này đang bán là 250.000, hôm nay em còn ít nữa em thanh lý xả kho được cuối năm. Đấy, bán nhanh giảm giá cho bác luôn. Lên mã em sẽ là cái tai nghe AirPods Pro. Đấy, tai nghe không dây của Apple. Đấy, sản xuất tại Nhật các bác nhá. Giá bữa trước đang bán là đi 250.000, hôm nay em giảm giá xả kho bác luôn. Giá chỉ còn có 170.000 một cái thôi. 170k cho một cái con tai nghe không dây nha. Đấy. Hàng về các bác cứ tìm cái tên là AirPods Pro nhá, là các bác kết nối với Bluetooth của cái sản phẩm này. Đấy, khi mà các bác kết nối Bluetooth thì các bác mở cho em cái nắp này lên này. Đấy, mở cái nắp này lên là các bác kết nối với nó là các bác lấy ra các bác đeo là các bác thấy các bác nghe thôi. Rất dễ dàng kết nối lắp đặt và sử dụng luôn. Hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây và các bác lại sạc cho nó. Đấy cứ thế thôi, không cần dây dạo lằng nhằng và các bác cứ để vào đây là tự động là nó sẽ sạc nhá. Đấy, cả hết pin thì cắm vào đây là các bác sạc. Bên trong nó có dây cáp sạc đi kèm đầy đủ luôn. Đó là 100
170.000 nhá, 170.000 tai nghe không dây AirPods Pro nhá. Rồi tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ sạc pin tiểu nhá. Hôm nay thì em cũng đại hạ giá cái bộ này luôn. Đấy, đại hạ giá luôn. Đấy thì một cái bộ sạc pin tiểu bao gồm là một cái đốc sạc như này. Đấy, và đi kèm cho bác là 4 viên pin. Đấy, 4 viên pin, công suất dung lượng một viên này sẽ là 700 mAh. Đấy, điện áp là 1.2V và pin của nó sẽ pin 2 chữ A nhá. Đấy, dòng pin to, pin 2 chữ A. Đấy, ví dụ về các bác lắp đồng hồ, lắp điều khiển các thứ này. Đấy, các thứ ra. Rồi là đa năng. Đấy, và cái dòng pin này hay của cái sản phẩm này là pin này là khi mà các bác dùng hết thì các bác lại cho vào cái đốc sạc này, các bác sạc đúng như kiểu là pin điện thoại ấy. Đấy, hết pin thì các bác lại lắp vào đây. Các bác sạc và khi nào đầy pin thì mình lại lôi ra dùng, hết pin lại cho vào sạc, đầy pin lôi ra dùng, có thế thôi, như kiểu là pin điện thoại nhá. Hết thì các bác mang đi sạc và sạc đầy thì mình lôi ra dùng. Dùng xong hết thì là các bác lại cắm ra sạc, có thế thôi. Đấy, một đốc này sạc được là 4 viên này. Và đi kèm cho bác là 4 viên luôn. Thì một bộ sạc như này sẽ có giá là đi 70.000 một bộ thôi, 70k. Lên mã cho em sẽ là cái bộ sạc pin tiểu nhá. Bộ sạc pin tiểu đang gửi bác sẽ là đi 70k cho một bộ này. Đấy, 70k cho một cái bộ sạc pin tiểu nhá. Bao gồm là một sạc thôi nhá, một sạc và 4 viên pin. Đấy là một bộ nhà là 70.000 đúng nhá. Đấy thì là cái bộ sạc nhá. Đấy là giá của cái bộ sạc, thì là một bộ nhà này bao gồm là một sạc và 4 pin là 70.000 nhá, 70.000. Và cũng rất nhiều bác hỏi bên em là có bán pin lẻ kèm theo không, thì nhiều bác cũng muốn mua thêm pin. Đấy, muốn mua thêm pin thì em có luôn nhá các nhá, có luôn. Thì em báo giá luôn, bên em sẽ bán một cái lốc 4 viên pin như này với giá chỉ có là đi 30.000 thôi. Đấy, 30.000. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là pin tiểu thêm thôi nhá. Pin tiểu mua thêm. Pin tiểu mua thêm này. Mua thêm thì 4 viên nhá, 4 viên thì sẽ có giá là đi 30k thôi nhá, 30k thôi. Giá quá là hạt rẻ luôn. Đấy, 30.000 nhá, 30.000. Đấy, đợt này về cái lô này giá cực kỳ tốt. Đấy thì các bác mua một bộ là bao gồm là cả sạc cả pin rồi thì là 70.000. Còn nếu các bác muốn mua một cái lốc 4 viên pin mua thêm để về các bác dùng thêm thì một lốc 4 viên như này thì sẽ có giá là 30.000 nhá. Đấy, một lốc này sẽ có giá là 30.000. Còn một bộ cả sạc cả pin thì là 70.000 nhá các bác nhá. Đấy, còn mua lẻ thêm pin thì là 30k cho một lốc nhà, 30k là một lốc 4 viên luôn. Đấy thì các bác có thể mua thêm pin hoặc là các bác mua cả bộ về các bác có sạc các bác xài luôn được. Đấy, tùy nhu cầu nhá. Giá cực kỳ tốt và ưu đãi luôn. Đấy, các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn. Đấy, tranh thủ đang ngay dịp cuối năm rồi, bên em đang sale giá nó rất là hạt rẻ luôn. Đấy, rồi tiếp theo thì em lên mã xả luôn với bác, đó là cái cây kéo may này. Lên mã thì em sẽ là cái cây kéo cắt may, kéo cắt vải nhá. Kéo may, kéo cắt vải. Cây này thì bữa trước đang bán là 190.000. Hôm nay em cũng xả luôn cho bác luôn. Giá sẽ là 150.000 một cây thôi. 150.000 một cây. Cây này thì nó là dòng kéo may cỡ 12 inch. Đấy, kéo may cỡ 12 inch. Cực kỳ sắc bén nhá. 12 inch này. Hàng made in Japan. Đó, khâu của nó sẽ là khâu đồng nhá. Hàng kéo cực kỳ dày. Đấy, tay cầm thì có phần bọc cao su, chống trơn trượt nhá. Hàng thì cứ bao sắc bao chất bác luôn. Đây, các bác nhận hàng kiểm tra thì các bác cứ test xem cái phần đầu kéo nhá. Kéo may là các bác cứ phải test cái phần đầu kéo của nó là chuẩn nhất này. Đó, thấy không? Bấm rất ngọt luôn nhá. Ở đây. Đó, thấy không? Cực kỳ ngọt luôn. Đấy, các bác cắt vải cắt viết xem thì quá ok. Các bác nhìn được phần khâu đồng luôn này. Đấy, khâu đồng nhá. Cực kỳ là chất lượng luôn. Hàng của Nhật các bác không gì phải chê về con sản phẩm này đâu. Đó thì lên mã giúp em sẽ là cây kéo cắt may nhá. Cây này sẽ đang xả nhanh cho bác luôn là 150.000 một cây, 150.000 một cây. Cây này chiều dài lưỡi của nó rơi vào là 20cm cũng nhá, 20cm, và tổng thể cả một cái cây kéo thì nó rơi vào khoảng tầm 30cm nhá. Đấy, còn chiều dài lưỡi là 20 thì ký hiệu của nó sẽ là kéo may 12 inch nhá, kéo may 12 inch, hàng made in Japan. Đấy, kéo may, kéo cắt vải. 150.000 một cây nhá. Lưu ý giúp em khi mà các bác mua hàng bên em thì hóa đơn trên 200k nhá. Nhớ giúp em là trên 200k là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Ngoài ra thì bên em giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán nhá. Rồi em sẽ đi vào những cái sản phẩm tiếp theo. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác hàng đó, cái lọ keo vá tường này. Lên mã em sẽ cái lọ keo vá tường nhá. Đấy, một cái sản phẩm rất hay, các bác mua về dùng để vá lại cái tường nhà mình nó bị nứt nhiễu các thứ này. Đấy, đợt này nó bắt đầu đang dịp cuối năm rồi, các bác mua về để sửa nhà, sửa cửa này. Đấy, tường nhà mình nó đang bị ẩm mốc này, rồi là nó bị nứt niếc các thứ này. Đấy, rồi là nó bị bong bong chóc mảng vữa các thứ ra thì các bác mua cho em cái lọ này về. Đấy thì cái này rất là dễ xài thôi. Về các bác vệ sinh sạch sẽ cái bề mặt mà các bác cần vá đi, sau đó là các bác dùng cái này. Đấy, xoáy cái nắp này ra này.
xoáy cái nắp to này ra. Đấy, và các bác dùng cái nắp nhỏ này, đấy, bóc cái lớp siêu này ra nhá. Các bác lắp cái cho em cái nắp nhỏ này vào. Và các bác phụt trực tiếp vào những cái chỗ nào các bác cần vá, và các bác dùng cái miếng miết này này, các bác dùng cái gạt này này. Đấy, thì bên em sẽ có gửi kèm cho bác cái gạt với cái đầu này nữa. Thì về là các bác dùng cái này để các bác gạt cho nó phẳng, nó đẹp đi. Đấy, khi mà khô rồi thì mình có thể là lấy giấy ráp, những cái dạng giấy ráp mà độ mịn cao ấy, thì các bác dùng để các bác đánh cho nó mịn. Đấy, và mình có thể sơn lại nhá. Cái này thì về nó dính, nó rất là dính luôn, và thứ hai là cực kỳ nhanh khô, và thứ ba là nó rất là chắc, rất là chắc. Đấy, rất là hay đó. Nói chung là cái này bên em bán nhiều, dùng hay lắm đó. Thì lên mã giúp cho em sẽ là cái sản phẩm là cái lọ keo vá tường nhá. Lọ keo vá tường. Đấy, lọ keo vá tường này với giá sẽ là đi 30k nhá. 30k cho một cái típ keo vá tường này, chỉ có 30.000 thôi. Đấy, thì đi kèm thì bên em sẽ gửi kèm thêm cho bác là cái bộ dụng cụ để về các bác sử dụng kèm với cái lọ này. Đấy là 30k cho một lọ nhá. Lên mã giúp cho em sẽ sản phẩm là keo vá tường. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Cái này bên em khá bán khá là nhiều đây. Các bác cùng coi này. Bong chóc, vết gãy, nứt từng lâu ngày trông thật bất mỹ quan. Bạn muốn tự mình sửa chữa nó đơn giản nhanh chóng. Keo vá tường, sản phẩm có đặc tính nhất mạnh và có thể che hiện tượng bong chóc từng hiệu quả. Áp dụng trực tiếp vào tường bị hư hỏng và nó rất dễ dàng để sử dụng. Sau khi khô có thể hàn lại với bề mặt tường ban đầu, rất chắc chắn và không bị bột. Chứa nhựa chống thấm để chống bám bẩn. Nó được sử dụng để sửa chữa các vấn đề về tường như hư hỏng tường trắng, nứt, chảy xước, chống rỗng, lỗ đinh. Đó, thực tế về sản phẩm nhé. Đấy. Những cái vết nứt này, rồi là những cái chỗ mà nó bị bong chóc, có thứ ở sơn vữa này thì các bác mua về. Rồi những cái khe kẽ giờ các bác muốn bịt nó kín đi thì các bác mua cho em cái lọ này về các bác sử dụng nhá. Rất hay luôn. Đấy, 30k cho một cái lọ keo vá tường nhá. 30k. Cái này thì mình em bán cực kỳ nhiều luôn đấy. Đấy. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lọ bột thông cống này. Lọ bột thông cống về các bác cống cho bác đang bị tắc này, rồi là cống nước nó chảy chậm. Đấy, cống cống thoát nước sàn này, cống nhà tắm này, cống bồn rửa bát, cống bồn rửa mặt này. Đấy, thì cái này thì về rất là dễ xài thôi. Thì trước khi xài thì các bác bổ sung ít nước cho nó ướt cái cống đi, sau đó là các bác đổ cho em trực tiếp cái lọ này vào trong cống nhà mình nhá. Đấy, và nếu mà cẩn thận thì các bác chế cho em thêm ít nước sôi vào để nó tăng cái phản ứng hóa học của cái thuốc thông cống lên. Nó là dạng bột nhá các bác nhá, nó là dạng bột, thì về các bác cứ đổ trực tiếp vào cái cống như mình. Đấy, sau đó các bác xả thêm một ít nước cho nó tăng phản ứng, hoặc các bác đổ nước sôi vào cũng được. Đấy, cho nó tăng phản ứng hóa học lên thì nó sẽ giúp phân hủy hết những phần cặn bã, những chất nó làm tắc cái cống như mình nhá. Đấy, dùng rất là nhạy luôn. Cái này thì mình em bán khá là nhiều rồi. Nó đi lên mã giúp cho em sẽ là cái bột thông cống này. Bột thông cống nhá, bột thông cống thì sẽ có giá là 20k nhá, 20k cho một cái lọ bột thông cống nhá, chỉ có 20.000 thôi, dùng rất là hay luôn. Đó, 20k một lọ này. Dây phơi quần áo nhá các bác nhá, dây phơi quần áo, dây phơi này sẽ có chiều dài là 5m nhá, 5m một quận. Đấy, 5m một quận với mức giá là đi 15k nhá, 15k một quận dây phơi thôi, chỉ có 15.000, dùng rất là hay. Đấy, về bác nào muốn phơi quần áo, phơi chăn, phơi màn cái thứ gì thì về các bác sử dụng quạt đi. Đấy, quạt lên. Cái này thì hai đầu nó đều là có những cái mắc này hết, hai đều đều có mắc để các bác mắc vào những cái chỗ nào các bác cần mắc, sau đó các bác kéo căng ra để các bác phơi đồ, phơi quần áo ra. Và đây nó có những cái phần rãnh này. Đấy, để các bác quạt cái phần mắc áo vào, nó không bị bay quần áo nhá, không bị bay rồi nó không bị rơi, bị rớt quần áo nhá. Ví dụ mặc dù là gió to là hay bị bay những cái mắc nó rớt quần áo xuống rất là dễ ấy, thì đây nó có những cái phần khe này thì các bác quạt những phần khe. Đấy, để nó tránh tình trạng nó bị không bị bay, không bị rơi mắc xuống nhá, rất là hay luôn. Thì một quận này thì giá nó chỉ có 15.000 thôi. Đấy, toàn bộ nó là dạng cước các bác nhá, dạng cước nó bện vào. Cái con này anh em dùng một sợi rồi, dùng khoảng tầm 5-6 tháng nay em để ở ngoài trời luôn các bác nhá, mưa gió thoải mái mà nó cực kỳ chắc luôn. Em phải đảm bảo là cái dòng nó siêu bền. Các bác cứ để ngoài trời cho em thoải mái luôn. Đấy, siêu bền luôn nhá, không biết nó dòng cái dòng cước gì nhưng nó bền lắm. Ngoài trời nắng mưa thoải mái, không lo nó bị mục hay nhà không nhá, cực kỳ bền luôn. Đấy, cái này thì ngoài chức năng dây phơi thì mình có thể là sử dụng làm dây buộc này, rồi là các bác mua này về đan thành những cái dàn để cho nó leo lên các thứ là cũng rất hay. Đấy, dàn leo cũng ok luôn, chỉ có 15.000 một quận thôi. Đấy, một quận này dài là 5m nhá, 15m. Lên mã thì em sẽ là cái quận dây phơi đồ nhá, dây phơi quần áo là 15k. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái này là cái lọ cái thuốc tẩy lồng giặt này. Đấy, giá thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác là một cái hộp thuốc viên tẩy lồng giặt này với giá là đi 20k nhá, 20k. Lên mã thì em sẽ là cái thuốc tẩy lồng giặt này. Đấy, tẩy lồng giặt này chỉ có giá là 20.000 thôi, 20k một cái hộp viên tẩy lồng giặt. Một hộp này là 12 viên nhá, một đây em bóc cho bác còn một hộp này. Một hộp là 12 viên.
Cái này thì em nói luôn là nhiều bác cứ hỏi em là sử dụng như thế nào thì em nói luôn là cái này cực kỳ dễ sử dụng luôn. Thì về nhà các bác ấy có cái chế độ là máy giặt bây giờ nó thường thường có chế độ là vệ sinh lồng giặt nhá. Thì các bác bóc cho em mỗi lần các bác sử dụng một cái viên này, à 1 đến 2 viên này thì các bác cứ bóc cho em 1 2 viên này, các bác thả trực tiếp vào trong lồng giặt. Sau đó là các bác bật cho em cái chế độ là vệ sinh lồng giặt nhá. Ở máy giặt nào cũng có, nó có chế độ là chức năng là vệ sinh lồng giặt thì các bác bật máy lên, sau đó là các bác ấn vào cái chức năng đấy. Rồi bắt đầu là các bác đóng cửa play. Đấy là bắt đầu là nó sẽ kết hợp với cái viên này, nó sẽ tẩy sạch những phần cặn bã. Đấy, những cái chất cặn bã thứ giờ nó lâu ngày nó két bẩn đấy thì các bác tẩy sạch, nó sẽ giúp các bác tẩy sạch nhá. Tẩy cực kỳ sạch luôn. Đấy các bác cứ để ý khi mà nó xả nước ra cái nước đen ngòm luôn. Đấy cái viên này tẩy rất là sạch nhá. Đó thì một hộp này là 12 viên thì các bác có thể là sử dụng trong vòng 1 năm hoặc là 6 tháng đều được. Bác nào mà giặt nhiều thì mình có thể cho 2 viên một lần, mỗi tháng 2 viên. Đấy thì sẽ là một hộp là 12 viên thì chia ra là được nửa năm 6 tháng. Còn bác nào mà dùng nhiều, à dùng ít thì mình có thể là một viên một lần cũng được. Một viên một lần thì các bác chia ra là một tháng một viên. Đó thì một hộp này cũng có thể là sử dụng được. Bác nào dùng nhiều thì mình dùng cho em là 6 tháng, bác nào dùng nhiều thì nhiều thì 6 tháng, bác nào dùng ít thì dùng 12 tháng 1 năm. Đó các bác nhá, một hộp là 12 viên này. Với mức giá thì rất là bình dân, hàng rẻ, chỉ có 20k thôi. Cực kỳ sạch luôn. Đấy, viên vệ sinh tẩy lồng giặt của Nhật nhá, quá ok luôn. Sản phẩm lọ keo đa năng nhá, lọ keo dính đa năng. Lọ này thì bên em đang gửi bác giá một lọ keo đa năng này với giá sẽ là đi 20k một lọ nhá. Các bác lấy 3 lọ thì sẽ có giá là 50.000, 20k. Đấy, 20k trên một lọ này. 3 lọ nhá, 3 lọ là 50k. Đấy. 3 lọ 50k. Còn là bán lẻ là 20.000 một lọ nhá. Lọ keo đa năng các bác dính đa năng các chất liệu rất hay luôn. Đấy, con này dính hay lắm. Một típ này là 60g, một típ là 60g. Đó, cái này thì bên em bán cực kỳ nhiều rồi, bán kinh khủng luôn. Đấy, nó giá nó bình dân mà dính cực kỳ hay luôn. Lọ keo đa năng một típ là 60g nhá, sẽ có giá là 20.000 một típ bán lẻ. Còn các bác lấy 3 típ thì sẽ có giá là 50.000. Đấy, 3 típ là 50k, còn là lấy lẻ một típ là 20k. Đấy. Các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này, dính rất ok luôn. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính Nomon Nail công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Nghe nói đấy, thực tế về sản phẩm nhá, đấy là cái lọ keo đa năng. Đang bán lẻ một típ là 20k, các bác lấy 3 típ nhá. Lấy 3 típ thì sẽ có giá là 50.000, lên mã em sẽ có lọ keo đa năng 60g nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái hộp viên thả bồn cầu. Đấy, hộp này thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 20k một hộp nhá. 20k một hộp này sẽ là 12 viên. Đấy, 12 viên. 20k một cái hộp viên thả bồn cầu nhá. Đấy, cái này nó là dạng viên thả nhá, dạng viên thả. Cái này thì về các bác cũng có thể là thả vào két nước có nhá, hoặc là các bác thả trực tiếp vào trong bồn cầu thì mình giúp khử khuẩn này, làm sạch. Đấy, tiêu diệt vi khuẩn này, làm sạch, làm trắng khu vực bồn cầu mình nhá. Đấy, rồi là khử mùi, diệt khuẩn nhá. Nói chung là rất là nhạy luôn. Đấy, hàng của Nhật rất ok. Đây. Đấy, một hộp là 12 viên. Nó là dạng viên nhà. Đấy, dạng viên nhà. Thì về các bác cứ thả trực tiếp cái viên này vào trong cái gì nhỉ? Thả trực tiếp cái viên này vào trong két nước nhá. Thả trực tiếp vào trong két nước của các bác, thả trực tiếp vào trong cái bồn cầu này mình. Đấy, như nào cũng được. Đấy, nó sẽ tan dần ra, bắt đầu là nó sẽ khử khuẩn, khử mùi, diệt khuẩn, rồi là nó làm sạch. Đấy, làm sạch, làm trắng bồn cầu nhá. Đấy, làm sạch, làm trắng bồn cầu. 20.000 thôi, chỉ có 20.000 thôi. Mà một hộp này là được 12 viên luôn. Đấy, 20k một hộp viên thả bồn cầu 12 viên luôn nhá. Đấy, hàng của Nhật